tạm bồ tát bổn nguyện trọn bộ quyển thượng thần thông trên cung trời đa lợi Phật hiện thần thông. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ tại cung trời đa lợi, Đức Phật vì thắm mộng mang thuyết pháp, lớp đá bất khả thuyết, bất khả thuyết, tất cả các đức Phật, các vị đại bồ tát cùng đều đến hội ở vô lượng mười phương đều đến hội họp tại cung trời đa lợi, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trượt mà hiện sức đại trí huệ thần thông không thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cơ, làm cho chúng rõ phép của pháp vui. Thế xong chư Phật đã xét thị giải đến từ năm lúc Như Lai, bấy giờ Đức Thế Tôn miệng cười rồi phán vào hàng trăm nghìn vùng mây sáng rỡ lớn như là vùng mây sáng rỡ đầy đủ, vùng mây sáng rỡ đại tối bi, vùng mây sáng rỡ đại trí huệ, vùng mây sáng rỡ đại bát nhã, vùng mây sáng rỡ đại tam muội, vùng mây sáng rỡ đại kết tường, vùng mây sáng rỡ đại phước đức, vùng mây sáng rỡ đại công đức, vùng mây sáng rỡ đại quy y, vùng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phép phép bất khả thuyết vùng mây sáng rỡ như thế xong, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng hiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng vô lậu, tiếng giải thoát, tiếng trí huệ, tiếng sư tự hồng, tiếng đại sư tổng phóng, trời đồng hộ hóa. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết thứ tiếng vui diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời đồng quỷ thần ở cõi ta bà cùng các cõi nước phương khác như là trời tứ liên vương, trời đa lợi, trời tu diệm ma, trời đô xuất đà, trời hóa là, trời hà hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời hiệu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời hiệu tận, trời biến tận, trời vô lượng tận, trời phước sanh, trời phước án, trời quảng cả, trời nghiêm xúc, trời vô lượng nghiêm xúc, trời nghiêm xúc quản thừa, trời vô tượng, trời vô nghiệp, trời vô phiền, trời thị kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê đủ la, trời đến, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả các thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp, lại có các vị thần ở cõi ta bà cùng các cõi nước phương khác như thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chằm, thần lúa mạ, thần biển, thần sông, thần rạp, thần trụ ngày, thần trụ đêm, thần không, thần chi trời, thần trụ ăn uống, thần trụ cây cỏ. Các vị đại, các vị quỷ thần như thế vậy đều đến hội họp, lại có các vị quỷ ở cõi ta bà cũng các cõi nước phương khác như áp mục quỷ vương, đại tinh chế quỷ vương, đại hai nạn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi bấy giờ, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự Đại Bồ Tát rằng ông xem có tất cả các hàng trời đồng quỷ thần cùng Đức Phật và Đại Bồ Tát ở quốc độ này cùng quốc độ khác ở thế giới này cùng thế giới khác này để đứng cung trời đa lợi như thế, ông có biết là số bao nhiêu trang ngài Văn Thù Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tìm đến hội trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng để ta dùng Phật nhẹ hãy có không điều xiết số hán phải này đều là của ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ cuộc kiếp lo xa đến đây hoặc đã độ chương độ gương độ, hoặc đã hàn tự đưa hàn tự chơi hàn tự. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo cùng Đức Phật rằng tụ khổ kết lo xa về trước, con đã tu con là chứng đặng chứng vô ngã. Nghe lời Đức Phật nào đó hơi lên tiếng nhận, còn hàn tự quả thân văn trời đồng tám mộ chúng và những chúng sanh ở đợt sau, rồi nghe lời hàn thật của Như Lai nhưng chắc còn sao lòng nghi ngờ, rồi cho có lại vung đi chăng nữa vẫn chưa học hội bán. Quý mong Đức Như Lai nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, là nguyện gì mà đặng được thành tựu, sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng ví như bao nhiêu cỏ cây cát đá rừng rừng lúa mì che lau gạo tháp bụi bặm cho cõi tam thiên đại thiên, cứ một vật là một sông Hằng, lúa cứ số cát trong sông Hằng, mỗi hộp cát là một cõi nước, trong một cõi nước cứ quấy một hộp bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu hộp bụi nhỏ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả thập địa Bồ Tát đến ngay nghìn lần lâu hơn số kiếp, ví dụ ở trên muốn là thuộc ngài có ở bậc tham văn bậc bích chi Phật này. Văn Thù Sư Lợi, ai thần thiện nguyện của Bồ Tát đó thật không thể nghĩ bàn đến được, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào hay danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ hoặc xưng danh hiệu người nhận đến lễ khắc đáp sư hành tựu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hơn người đó sẽ được 100 lần sau lên cõi trời đau lợi, không còn bị đau và ép đạo nữa, chạy nhựa tự phương nghiện, chạy qua bất khả thuyết đâu xa về hội trước. Tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tự vào đầu có đức Phật ra đời hiệu là Đức Sư Tử Phần Tấn Cụ Tốt Vạn Hạnh Như Lai. Ngài vị trưởng giả tự thấy Đức Phật thân tứ tất đều nghiêm phất trang nghiêm, mới đặng hỏi Đức Phật tu hành những gì mà đặng hành tự được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Sư Tử Phần Tấn Cụ Tốt Vạn Hạnh Như Lai bảo với vị trưởng giả tự rằng muốn chứng được thân tứ tốt đẹp này còn phải trải qua lâu xa độ khắp hàng chúng sanh bị tội khổ này. Văn Thù Sư Lợi, vị trưởng giả tự ấy nghe xong liền phát nguyện là từ nay đến tuổi số chẳng hề kể xiết ở đời sau tôi, vì chúng sanh bị tội khổ ở trong sáu đường mà lập ra nhiều phương tiện là cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Sư Tử Phần Tấn Cụ Tốt Vạn Hạnh Như Lai, ngài là vị rộng rãi nên đã trải qua trăm nghìn muôn ước vô số bất khả thuyết kiếp, đến nay mà ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát Bà La Môn được cứu mẹ lại bất khả tư nghị vô số kiếp về tổ chức có Đức Phật đang đời hiệu là Đức Giác Hoa Đệ Tử tại Vương Như Lai, và thời tượng pháp có người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chúng phước sâu dài, mọi người đều kính lễ khi đi đứng lúc nào hồi đều có chư thiên theo hộ vệ thủ ấy. Tham mẫu của người mê tín tại đạo khinh khi ngô tam bảo mặc dầu thánh nữ đã đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hồi làm cho mẹ người xâm trắng kiến, nhưng bà mẹ người vẫn chưa tin hẳn. Không bao lâu bà ấy mất thần hồn bị sa đọa vào vô gián địa ngục. Thánh nữ biết rằng tham mẫu của mình không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà bị đọa vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm sửa đồ lễ vật cúng dường chùa tháp. Thời đức giác hoa được tự tại Vương Như Lai bỗng thấy mình tới một ngôi chùa kia, bỗng thấy ngôi chùa kia
tưởng đức giao ra được tự ta vui như lai được tôi bệ a dung đủ các tu nhân thành nữ chi ngưỡng lễ bái hình tượng lại cả sao kính ngưỡng rồi thầm nghĩ rằng đức phật là đấng lễ giá đầy đủ tất cả các chữ về đức phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi phát tên đến bà họ chắc thế nào cũng biết rõ được chỗ mẹ của mẹ tôi nghĩ đến đó thánh nữ nguồn tôi chăm nhìn được như lai mà lòng quên luyến mãi bây giờ trên cư không có tiếng bảo với thánh nữ rằng thánh nữ đừng khóc đi thôi đừng có bị ai phải lắm nên ta sẽ chỉ cho ngươi biết chỗ của mẹ của ngươi thánh nữ chắc tại bà trên không là rất là nơi nào mà có thể giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi có đến đây tôi thường nhớ đến ngày đêm không biết họ đâu cho rõ chỗ xuất xa của mẹ tôi chứ thư không lại có tiếng bảo về thân nữa là ta chính là đức phật quá cứ đức giáo hay được tự tại vui như là mà ngươi chỉ đưa chia bài đó thấy ngươi thương nhớ mẹ được chỗ hơn thương tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo nghe xong thánh nữ liền tế sự xuống khắp tay chân mình mấy đều bị thương mọi người bên cạnh liền vội vàng đỡ dậy một lát sau thánh nữ tỉnh dậy đời bạc cùng trên hư không nào cố mang đức phật thương xót chỉ nghe cho rõ chuyện xót sang của mẹ con nên thân tôi quan sát trước mắt đức giao hơi được tự tại vương như là bảo với thánh nữ rằng cũng chừng xong ngươi mau mau trở về nhà đồ người ngay hạn nghị tự đến danh hiệu của ta hơi nghĩ xin biết chỗ cũng mẹ ngươi lễ phật xong thánh nữ trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi chạy suốt một ngày một đêm nhìn danh hiệu của đức giao hơi được tự tại vương như là cũng thấy mình tới một mờ bị kia mặt nước bị sôi sùng sục trong đó lại có rất nhiều người tổ cùng với thú trong đó rất có rất nhiều thứ sụ thân thể tầm mặt sát sụ đuổi bên nhà chạy lại bên kia đã có số trai cùng số gái số nhiều đến nghìn muôn hạt chìm hẳn ở trên mặt biển bị các thứ sụ thân nhau nhà nhau ăn thì lại có quỷ dạy xoay lên hình thù để lại lùng hoặc nhiều mắt nhiều tay nhiều chân nhiều đầu răng năm biến nhằm dừng gương chỉ ra ngoài lừa người tội lại gần thú dữ tù quát chân người tội là hơn chậm mua đủ thứ chẳng dám nhìn lâu thân nữ nơi nhà xuất niệm phật nên chẳng cưng sợ có một vị quỷ vương tên là vô độc đến cúng cúi đầu nghi tiếp hỏi thánh nữ rằng hai đại bồ tát nào có duyên sự gì mà đến chỗ này thánh nữ hỏi rằng đây là chỗ nào quỷ vương đã rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây của núi đại thiết vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi đại thiết vi có địa ngục có thể như thế chăng quỷ vương đã rằng thì có địa ngục thánh nữ hỏi rằng nên tên tôi làm sao để đến đó quỷ vương đã rằng nếu không phải do ai thần được phải do nhiều người đồng hay điều này ra ác không bao giờ đến đó được thánh nữ lại hỏi rằng vì sao mặt nước biển trên này lại sôi sùng sục lại có rất nhiều người tội cùng với thú dữ quỷ vương đã rằng những người tội này đều là những người ở cõi yêu phù đều mới làm em mới chết trong 49 ngày không có người kế tự làm phương tiện cầu cứu phúc khổ nạn cho lúc sống lại không làm được nhân lành nào cả vì thế cứ theo nghiệp họ báo mà bị đã và ấy là tự nhiên phải đi vượt qua cái biển này ngày vậy cấp biển đó mở muôn ra tầm về phía đông có một cái biển nữa sự thống khổ lại còn gấp trội bội hơn cấp biển đó về phía đông có một cái biển nữa sự thống khổ lại càng trội hơn đó là do nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vừa ra đồng gọi là bị nghiệp chính là ba cái biển này vậy thánh nữ hỏi rằng địa ngục ở đâu quỷ vương đáp rằng trong ba cái biển đó đều có địa ngục nhiều đến trăm nghìn về ngục lớn có 18 chỗ bực kế có 500 chỗ không lường sự thống khổ bực kế cũng có nghỉ trăm cũng đầy đủ không lường sự thống khổ thánh nữ hỏi rằng tham mộ của tôi nếu khuất gần đây không biết lại là vào chỗ nào quỷ vương hỏi rằng tham mộ của người lúc sang tiền quê làm những hạnh nghiệp gì thánh nữ đáp rằng lúc còn sống tham mộ của tôi mê tín tại đạo kinh khi ngôi tam bảo hoặc có lúc tin như lửa chẳng kín kính nếu khuất không bao lâu nhưng không rõ lại vào đâu quỷ vương hỏi rằng tham ốc của người tên họ là gì thánh nữ đáp rằng tham ốc và tham phụ của tôi thuộc rằng bà la môn tham phụ hiệu là thi la định kiến mẫu hiệu là triệt đề lợi bây giờ quỷ vương chắp tay cung kính mà nói với thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về cho chớ có đêm lòng buồn dấu thương nhiều quá lắm nữa tôi nữ duyệt đế lợi đã được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi nghe nói vì con gái của người có lòng hiệu thuận cũng tên bán nhà cửa đất đai mà làm đồ lễ vật cúng dường chùa theo thời đi hay để tự tại vui như lai chẳng phải chỉ riêng thâm mẫu của người lúc đó được giải thoát mà ngày đó các tự nhiên vô danh cũng đều vui vẻ đồng đẳng hết sang cả kỹ vừa nói xong bèn tắt tay trả thắng nữ mặc cá lưu bấy giờ thắng nữ chiêm ba giường trật tự dậy biết rõ việc đó rồi bèn đôi trước tựa của đức giao hai đệ tử tại vui như lai mà phát nguyện rằng từ nay đến thuộc số chẳng thể từ nay nhận đến lời vị đa tôi vì chúng sanh bị tội khổ mà lập ra nhiều phương chức làm cho chúng nó được giải thoát hết cả đức phật bảo ngài văn thù sư lợi rằng vị quỷ vương vô độc của đó này chính là ông tài thủ bồ tát còn thánh nữ bà la môn của đó này chính là ngài địa tạng vương bồ tát đây vậy phần thân tập hội phân thân cùng quyến được bây giờ những phân thân của ngài địa tạng bồ tát ở khắp các nơi có địa ngục trong trăm nghìn muôn ước bất khả tư bất khả nghĩ bất khả lưỡng bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hội họ tại cung trời đa lợi đồng khen ngợi đàn đức phật ở trong nghìn muôn đều đến hội họ tại cung trời đa lợi do nhờ sức đại từ của đức ba thần của đức như lai nên những phân thân đó hiệp cùng với những chúng sanh đã được giải thoát ở trong mười phương cũng đông đến nhìn mỗi ước này giao thai đồng cầm hương hoa đến cúng nhường phật những chúng đến cùng với phân thân đó hãy đều nhờ ngài địa tạng bồ tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng trắng nạn trắng rất chẳng còn hối chuyện những chúng đó từ hội kiếp lâu xa về trước trôi lan cho vọc sanh tử ở trong sáu đường chịu những sự khổ sở không lúc nào ngừng dứt nhờ lòng từ bi và thệ nguyện sâu dày của ngài địa tạng bồ tát nên tất cả đều chứng được thiện quả những chúng đó khi đến cung trời đa lợi lòng vui mừng hân hở chiêm ngưỡng đức như lai mắt nhìn mãi không rời đức như lai an ủi huyện tháp bấy giờ đức thế tôn sơ cắn tay sắp bàn xoa đạn của ngài địa tạng bồ tát ở trong trăm nghìn muôn ước bất khả tư bất khả nghĩ bất khả lưỡng bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới rồi dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trường bàn giáo hóa chúng sanh căn cười làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ ta về trắng nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quên theo thả ác để độ những chúng đó ta cũng phân ra nhiều hơn lập ra nhiều phương chương trong đó có chúng sanh các tăng nghe thật sáng lệ nghe pháp của ta thời đến tứ nhau hoặc có chúng sanh phải ân cần khuyên nhủ mấy thành tựu được hiệu quả hào chúng sanh vì tội ác quá nặng nên chẳng đeo lòng kính tin nữa một ta phân ra nhiều hơn lập
rồi những chúng sanh của mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trời rồi hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân nam, hoặc hiện ra thân nữ, hoặc hiện ra ao ngoài sông là suối rừng núi, làm lỡ cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân vua chuyển lân, hoặc hiện ra thân đế vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tiểu phụ, hoặc hiện ra thân trưởng giả, hoặc hiện ra thân tùy kheo đi ưu và tắc ưu và di nhận đến 25 đức chi Phật và Bồ Tát chư trong vậy chị hiền thân đức Phật chúc chúng hồi đâu này địa đạo ông xem ta đã phải trải qua bao nhiêu số kiếp nhằm nhà khai hóa những chúng sanh đầy tụ của khai hóa như thế, về sau những chúng sanh chưa điều phục đời thời phải theo nghiệp mà họ báo, nếu như chúng nào theo nghiệp họ báo hiện đại vào đường sự chịu nhiều sự thống khổ thời ông nên nhị nhớ đến ta ở cung trời đa lợi ân cả có chúc đem mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh ở cõi ta bà này đến lúc Phật xem là ta đều được khắc khỏi mọi sự khổ mà gặp và được Phật học ký cho, bấy giờ những hóa thân của ngài địa tạng Bồ Tát ở khắp các nơi có địa ngục đều tập trung lại một lần rơi lệ thông cảm mặt cùng đức Phật rằng từ độ kiếp lâu xa đến nay con nhiều đức thế tôn tiếp độ các gì và có thân lực lớn trận thành nghĩa bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn, có phân ra nhiều thân độ thân con và thân con phân thân hình đấy các trăm nghìn mỗi thế giới hóa độ hàng trăm hóa hiện hàng trăm nghìn mỗi ước theo mỗi thân hóa độ hàng trăm nghìn mỗi ước để làm cho quy kính ngôi tam bảo và hàng vạn sanh tự mà chứng cảm vui niết bàn trong đời, sau như có chúng sanh nào trong Phật pháp làm điều phước làm trường bằng sợi lông mãi tóc hộp bụi tật nước thở con độ thét hoặc trường mãi ước tóc thở con độ thét lời là làm cho chúng được lợi rất lớn. Ôi, cũng mong tức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà lo lắng, cũng mong đức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời lo trong đời sau mà sao lòng lo lắng, ngài địa tạng Bồ Tát bảo cùng đức Phật ba lần như thế, bây giờ đức Phật hay ngài địa tạng Bồ Tát rằng hai thay và hộ trợ ông được tạo nguyện từ độ kiếp lâu xa đến nay được phát nguyện độ lớn của độ tất cả hàng chúng sanh trong rùa thời ông liền quay chứng quả bồ đề nghiệp mạng của chúng sanh phần mẫu thưa họ, bây giờ đức Phật mẫu là bà đến gia phu nhân cung cái chất tay mà thưa họ ngài địa tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả chúng sanh trong cõi diêm phù để tạo nghiệp xa khác bọn họ quả báo như thế nào, ngài địa tạng Bồ Tát đã rằng trong nhiều muôn thế giới cho đến quốc độ nơi thời có địa ngục nơi thời không có địa ngục nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân nơi thời có Phật pháp nơi thời không có Phật pháp nhận đến tham văn và bất chi Phật cũng được xa khác như thế, chứng chẳng phải chỉ đưa tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân Nhân bạch lại bạch cùng ngài cùng Bồ Tát rằng nay tôi muốn nghe tội báo nơi địa ngục mà chưa cảm lấy ác đạo, tội báo nơi cõi diêm phù đề mà chưa cảm lấy ác đạo, ngài địa tạng Bồ Tát thưa với Thám Mẫu rằng Thám Mẫu trong mong ngài giống như nghe nhận lời nay tôi sẽ được làm việc đó. Thám Mẫu nói rằng xin ngài sẽ hãy nói cho tội báo danh hiệu tội báo nơi địa tội báo nơi danh hiệu tội báo nơi địa ngục. Bây giờ ngài địa tạng Bồ Tát thưa với Thám Mẫu rằng Thám Mẫu những danh hiệu tội báo nơi địa ngục như dưới đây, như có chúng sanh chẳng hiểu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đại vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được, như có chúng sanh có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu chẳng kính tinh kinh điển kinh kinh ngô tam bảo, kẻ đó cũng phải đại vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được, như có chúng sanh xâm tổng cụ thượng chủ ấp phạm chúa tăng ni hoặc tứ thân lập sự diêm lại ở chúng chủ trì hóa giết hoặc hại, kẻ đó phải đại vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được, như có chúng sanh giải đàm thầy sa môn kỳ hợp phân chẳng phải sanh là sa môn cào gỡ hàm bạc y trái phạm nhiều lối rối loạn tại nhiều điều tội ác, kẻ đó phải đại vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được, như có chúng sanh nào lại chỗ các y phục tài vật lúa gạo của thường chỗ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đại vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức không lúc nào ra mong ra khỏi được, ngài địa tạng Bồ Tát thưa với Thám Mẫu rằng Thám Mẫu như có chúng sanh nào phạm những tội nghiệp trên đó thời phải bị đại vào địa ngục ngũ vô gián cùng ngừng sự đau khổ trường khoảng một niệm cũng không nặng. Bà Ma Gia Phu Nhân họ rằng thế là địa ngục vô gián. Ngài địa tạng Bồ Tát rằng Thám Mẫu trong địa ngục thiết vì có bao nhiêu địa ngục lớn thời có 18 chỗ thực kế, có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thực kế cũng có đến nghìn trăm danh hiệu được riêng khác nhau, có một như có một sở ngục tên là vô gián đường này cho vi các một môn 8.000 môn dặm từ ngục cao một môn dặm thầm bằng sắc cả lựa trái không lúc nào ở sống trên đường ngục và có các nhà địa ngục liên tiếp nhau sang hiệu đời sai khác nhau. Như có một sở ngục tên là vô gián ngục này cho vi các một môn 8.000 dặm từ ngục cao một nghìn dặm thầm bằng sắc cả lựa trái hư khoảng suốt trên suốt dưới trên tường ngục lắng sắc cho sát suốt đuổi bên này chạy sang bên kia, trong ngục lại có đồng giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội tự thấy thân đầy chật cõi ngục, đến nhiều người thọ tội cũng tự thấy thân đầy chật cõi ngục do vì tội nghiệp mà chưa cảm ra như thế, lại có những người tội chịu đủ sự khổ sợ trăm nghìn quỷ dạ xa cùng với các loại ác quỷ đang nằm đến nhọn giường cưa cặp mắt sáng như chớp nhoáng cứng tay cứng như đóng móc lùa bằng chập, lại có quỷ dạ xa cầm chĩa sắt lớn bằng sắt đâm vào một người tội họ đang trúng bụng lô áo tâm trúng miệng lưỡi rồi người tội lên trên không rồi lấy chĩa thông đấy để lại xuống giường, lại có nhiều hơn bằng sắc bộ mắt người tội, lại có đáng sắc cuốn cắn đầu người tội nơi lóng đốt khắp trên thân thể, lấy đơn giày đóng xuống giường kéo lưỡi người tội ra rồi cày vừa lên trên đó lôi kéo người tội nước đồng độ miệng dây sắt nóng độc quấn lấy thân người tội một ngày một đêm một lần trước muôn lần sống lại được cường
trăm chợ có ước kêu con nước làm ra khỏi được thế lúc thế giới này hư hoại thời gian nhờ sang địa ngục ở thế giới khác lúc thế giới khác hư hoại thời gian nhờ sang địa ngục ở cõi khác để cãi khác hư hoại thời gian khoe và sang nhờ sang địa ngục ở cõi khác nữa đến khi thế giới này thì là xong lời lại xoay về lại thời xong trở về thế giới này tại địa ngục đó sao có năm điều địa ngục cả nó gọi là vô sản thế nào là năm điều một người tội nhân trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm trải qua trăm nghìn mốt các con nước làm ra khỏi được nên gọi là vô sản một tội nhân trong đó một người tội thọ tội tự thấy thân đời chẳng cùng đến nhiều người thọ tội cũng tự thấy thân đời chẳng cộng ngục nên gọi là vô gián trị hữu thí cũng để hành hình với tội như chĩa ba gậy diều hâu đáng xóa chú chó cối sẽ cối sai cơ đục da mét được sống ngựa sát lừa sắt dây sát da sống như nó nước sát nóng dưới thân đó là ăn hạ sát nóng khát hở uống nước sát sôi từ năm trọng kia đến vô số kiếp những sự cố sợ nối nhau luôn một giấc không ngừng nên gọi là vô gián không luận là trai hai gái mửa má mọi lợi giá trị sang hiền hoặc là trời lòng hoặc là quỷ là thần hệ gây tội đều theo đó mà cảm thấy tất cả đều cùng chịu tội nên gọi là vô gián như người nào bị đại vào địa ngục đó cho đến trăm nghìn muôn ức kiếp chịu sự đau khổ cả ngày lẫn đêm muốn cầu dùng được sự đau khổ trừng phạt một điều cũng không đại trừ khi tội nghiệp tiêu hết mấy đoạn thọ sanh do vì lẽ liên miên đó nên gọi là vô gián ngày địa tạm bồ tát thương với thám mẫu thằng thám mẫu nếu nếu nó sơ lược về địa ngục vô gián là như thế nếu nó tự tụ động ra tên cổ khí cụ hành hình người tội cùng những sự thống khổ trong đó thời dầu nói đến suốt một kiếp cũng không nói hết từ bà mang ra phương ngơ nghe xong hôn xiết ra rồi bà chấp tay đại lễ bồ tát mà lui ra nghiệp cảm của chúng sanh bồ tát vẫn chỉ bên sau ngài địa tạng bồ tát và cúng đức phật rằng bà đưa thấy tôi con nương nhờ sức a thần của đức như lai nên phân hơn hình để ra khắp trong nghìn mỗi thế giới để cứu hộ tất cả hành chúng sanh bị tội khổ nếu không nhờ sức đại từ của đức như lai thời con chẳng có thể biến hóa ra như thế được nay lại đức như lai ân cần có chúc từ nay đến lúc ngày ai giật đa hàng phật đều làm cho chúng sanh trong sáu đường đều được đẳng hóa xin vâng bà đưa thấy tôi xin đức thế tôn chớ lo đức phật bảo ngài địa tạng bồ tát rằng chúng sao đó có yêu người đầy tán thức của chúng không định hãy quay làm đàn thực kết hành nghiệp bà lên hãy quay làm giữ thôi kết hành nghiệp bà giữ làm cùng làm giữ đều tùy theo cạn duyên mà săn la chôn la mãi trong sáu đường chịu mê làm chuyến lại chạy đến số kiếp nhiều như số vi trần ví như là cá bơi trong dòng nước hà tạm khác đây rồi lại mắc lại và vì thế ta phải lo nghĩ đến chúng sao đó lời trước ông cha đã lập nguyện chạy qua nhiều kiếp phát thệ nguyện cứu độ tất cả hạng chúng sao thời ta còn lo gì điện tử tại vương hỏi khi đức phật nói lời xong chấp hốc của một vị đại bộ tát hiệu là điện tử tại vương ra bạc cúng đức cung kính chấp tay bạc cúng đức rồi làm bậc đức thế tôn từ khi con từ cái lo xe đến nay ngày điện tại bộ tát phát thể nguyện gì mà nay được đức như lai ăn cử nữ khen như thế đức phật mà điện tử tại vương một ta rằng lắng nghe phải khéo suy xét đó nay ta sẽ bị ông mà giảm bài rõ ràng ông vua nước lơ cả vua lượng vô số đức phật tiếp tiếp về đỡ trước thế nào của ngài với trước có đức phật đã đổi hiệu là đức nhất thiết chí hoàn tự như lai chẳng biến chi mới hạn tu hiện thể thế gian dạy đường ngũ trưởng phu thiên sư phật thế tôn đức phật ấy thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài là vua của muôn nước nhỏ kết vua với vua nước là địa cận kia hai vua đồng thuộc hợp với hạn là làm lợi ích cho nhân dân một ông vua phát nguyện tu nguyện sớm hợp và sẽ độ thế dân chúng ấy không còn thừa một ông phát nguyện như tôi trước chẳng độ những chúng sanh bị tổ khổ thời tôi chưa chịu làm phật đức phật bảo ông vua phát nguyện sớm hợp và đạt chính là đức nhất thiết chí hoàn tự như lai có ông vua phát nguyện chưa độ chúng sanh bị tổ khổ thời chưa chịu làm phật đó này chính là ngài địa tạng vương bồ tát đây vậy qua một cứu mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thuộc chưa còn đức phật đây lời hiệu là đức thiên tham tự lưu hai mục như lai và thời mạt pháp có vị lai hán phước làn cứu độ chúng sanh nhân vì đức đi tuần tự giáo hóa mọi người lai hán gặp một người con gái người ta cái tên là quan mục làn ta bèn sắm sửa đồ lễ và cũng như là hán lai hán và cũng là hạn làm những gì quan mục đã giàn tham mẫu ngày tham mẫu của tôi khóc tôi làm nhiều cuộc phước hệ cứu phát tham mẫu tôi không biết tham mẫu của tôi đang bị đại lạc thác sang vào chốn nào la hán nghe nói cản thương mình nhập định cơ sát thấy tham mẫu của quan mục bị đại vào chốn địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sở la hán họ quan mục rằng tham mẫu của ngươi lúc dân tiền quay làm những hạn nghiệp thì mất ấy bị đại vào địa ngục chịu rất nhiều sự khổ sở như thế quan mục đất rằng tham mẫu của tôi ăn thì cá chặn gần lớn là cá kho hoặc chặn qua hà nấu hoặc chiên la hồ ăn cho thảm mà nếu tính đến số cá chặn của người đã ăn rồi đã hơn nhiều mua cứ mong la hán hôn rẻ ra tôn rẻ thân sắc chỉ phương chưa làm thế nào để cứu vớt thân mẫu tôi ra hàng sắc thương mình sẽ thương trước họ bảo với quan mục rằng ngươi phải đem dòng chiến hàm mà niệm nhân hiệu đức thân tự lưu hai mục như lai và vệ đáp hình tượng thời kể còn lẫn người mất đều được lợi nghe xong quan mục liệt xuất hiện của hạ tượng đức thân tự lưu hai mục như lai rằng lại đem lòng nghệ cung kính nghẹn ngào khóc lóc mà đại lễ tượng phật đêm đó quan mục nằm trên ba thấy thân đức phật sáng chói như hòn núi tu di phóng mạng sáng ra bảo với quan mục rằng chẳng bao lâu nữa đây thân mẫu của ngươi sẽ ra sao vào nhà ngươi khi vừa biết đó là thời liền biết nó không bao lâu được tới gái trong nhà sau một đứa con trai chơi đầy ba ngày đã biết nó đứa trẻ đó một khóc mà nói với quan mục rằng nếu duyên trong vòng sanh tử luân hồi phải tự lái nếu quả báo tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tu tâm đôi khi vĩnh biệt ngươi ta phải bị đại vào chốn địa ngục hai nhờ phúc lực của người nên được thọ sát làm kẻ hạ tiện lại rơi xuống màn ngắn ngủ năm 13 tuổi đây lại bị đại vào địa ngục lần nữa nữa vừa có phương lấy gì biết cứu tất cơ thực sự họ sự khổ dễ trang qua một họ rằng
Qua một bên xong biết đó là mẹ của mình, là ngày ngào khóc nói và nói với đứa chị rằng đã là mẹ của tôi thật, phải biết lấy tội nghiệp của mình đã gây tạo hạn nghiệp chi mà chịu nhiều sự khổ sở như thế. Đứa chị đáp rằng do hai người sát hại chân và mà chê bai mắng nhiếc mà họ phải đau khổ, nếu không nhờ phước lực của người cứu giúp cho tôi thật cứu mạng ở trong đó mà chưa được hết khổ. Và một lại hỏi rằng những sự tội báo trong địa ngục ra sao. Đứa trẻ đáp rằng những sự tội báo trong địa ngục ra sao lại càng bất nhận sầu nào đến trăm nghìn năm cũng chẳng thể thoát hết được. Và một nghe xong bèn rơi lệ than khóc và cùng giữ hư không rằng nguyện cho thân mẫu của tôi không còn bị đại và ép đã năm 13 tuổi đã không bị trọng tội cũng không bị đại vào địa ngục nữa. Nguyện xin chư Phật mới thương xót chứng minh cho tôi vì thân mẫu của tôi mà phát nguyện động lớn như thế này, như thân mẫu của tôi có thể khỏi hạn chế tam đồ hạn hạn tiện cũng thay gái cùng kiếp không còn học và số khổ như thế. Tôi nay tôi đứng trước đức thanh tịnh lơ hai mục như la mà phát nguyện là từ nay đến đời vị lai trong người mua ước thế giới như có chúng sanh nào bị tội khổ ở trong đường trong địa ngục, tôi nguyện cứu vớt những chúng sanh đó thoát khỏi ác đại địa ngục và cứu xuất sanh những chúng sanh bị tội khổ như thế. Thành Phật cả đời về sau tôi mới thành Phật chán rét. Tôi nguyện sau qua một ngày trên hư không có tiếng bảo rằng có một nhà ngươi rất có lòng từ mẫn vì mẹ ngươi mà có thể phát nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy thân mẫu của ngươi khi mãn thân này sẽ sang vào nhà phải chỉ sống lâu trăm tuổi, sau đó sẽ vẫn sang về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể, rốt ráo sẽ thành Phật độ khắp hàng trường người số đông như số cát sông Hàn. Đức Phật bảo ngài định tự tại vương như la rằng vị la hàm phước làm thuộc độ quan mục của đàn ấy chính là vô tận ý Bồ Tát, hay một của quan mục đây chính là giải thoát Bồ Tát, còn quan mục đây chính là ngày địa tạng vương Bồ Tát. Đây vậy vì thượng thiết đâu từ thượng thiết đâu sai về trước ngày địa tạng Bồ Tát phát ra hàng hải sa số lời thệ nguyện đổi khắp hàng chúng sanh như thế. Trong đời sau như có chúng sanh không làm ác nghiệp đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ ác khẩu, kẻ lưỡng thực, kẻ biến phỉ báng hết đại thừa, những kẻ như thế ác phải bị đại và ác đại, nếu gặp hàng thiện chi thức quy kia y với ngày địa tạng Bồ Tát chỉ cần nâng tay hơn người đó thoát khỏi chung khổ nơi ba ác đạo. Những người nào có lễ quy y chiêm ngưỡng cung kính lãnh lễ cúng dường ngợi khen cùng dân cúng hương hoa y Phật đồ ăn đồ uống vật báu cúng dường ngày địa tạng Bồ Tát, hờ người đó trong những muôn đời thời sang lên cõi trời hưởng sự vui thủ thắng huy diệu hoặc lúc phúc chế hết sang xứ nhân gian vẫn còn làm vị quốc vương, lại còn nhớ được cội nhà nhân quả của mình này. Để tự giải vương vì thế như ngày địa tạng Bồ Tát có sức ai thì được nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông và Bồ Tát phải ghi nhớ cơn đào lưu bố tuyên truyền cho rộng ra. Ngài được tự tại vương Bồ Tát bạc cúng đức Phật giảm bớt thế tôn xin lúc đấy tôn chiếu lo nghiệp mỗi ốc đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của đức như la mà tuyên lưu cơn này rộng ra ở nơi cõi lưu phù đề để làm đỡ cho chúng sanh. Tứ thiên vương hạ Phật bây giờ bố ông đi vương từ chỗ ngồi đứng dậy đập quỳ gối chắc cung kính chắc tay và bạc cúng đức Phật giảm và đức thế tôn ngài địa tạng Bồ Tát tụ kiếp lâu xa đến đây thành phước nguyện rộng lớn, tại sao đến nay vẫn còn chưa độ hết ngày lại phải phát ra lời trọng nguyện nữa, cúng mong đức thế tôn dạy cho đức Phật bảo bộ ôn liên vương rằng hay ta vì chúng sanh ở trong đời sau mà tôi nói về những sự lợi ích của ngài địa tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời cùng ngay ra vì chúng ta cả chúng ta ở đời hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài địa tạng Bồ Tát ở trong cõi ta bà cùng như phù này vì làm từ mã sắc hương mà cứu vớt những hành chúng sanh bị tội khổ. Bố ông thiên vương bạc cùng đức Phật rằng vâng bạch thế tôn, chúng con sẽ ham muốn nghe phương tiện giáo hóa. Ngài địa tạng Bồ Tát thủ kiếp lâu xa đến nay độ hết thằng chúng sanh vẫn chưa còn mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh bị tội khổ ở đời này đã quan sát vô lượng kiếp ở đời sau tội khổ cứ lây xây mãi không dứt, vì thế nên ngài phải phát ra lời trọng nguyện nữa. Ngài địa tạng Bồ Tát ở trong cõi ta bà cũng như phù đền này dùng trăm nghìn phương thức để giáo hóa chúng sanh này. Bộ ông thiên vương nếu ngài gặp kẻ sát hại sanh vật hơn ngày dạy quả quả báo vì cũng bị được trước mà bị chết yếu, nếu gặp kẻ trộm cắp hơn ngày dạy quả báo nghèo cũng khổ sở, nếu gặp kẻ tài tăng hơn ngày dạy quả báo phải trầm chín chia sẻ bộ cậu yêu thương, nếu gặp kẻ nói lợi thô ác hơn ngày dạy quả báo quyến thuộc cần chấm lẫn nhau, nếu gặp kẻ hay sinh chết hơn ngày dạy quả báo không lưỡi miệng lợi, nếu gặp kẻ sống sạch hơn ngày dạy quả báo tàn tật sâu xin, nếu gặp kẻ bọn sẽ hơn ngày dạy quả báo chỗ cầu bố không được tại nguyện, nếu gặp kẻ mua lung xem bán hơn ngày dạy quả báo không biết đến chết, nếu gặp kẻ trái được cha mẹ thời dạy ngày dạy quả báo trời đất chu lục, nếu gặp kẻ đốt rừng đốt cây cỏ hơn ngày dạy quả báo cuồng mê đến chết, nếu gặp cha ghẻ mẹ phải ăn ở ác độc hơn ngày dạy quả báo hát sanh hiện đời bị ra vỏ, nếu gặp kẻ rừng lớn bắt chim non hơn ngày dạy quả báo quyến thuộc chia lìa, nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo thời ngày dạy rõ quả báo lưu động tâm huyết, nếu gặp kẻ cân chơi giáo pháp thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đời, nếu gặp kẻ lạm dụng của thường trụ thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong độ ngục, nếu gặp kẻ ô phạm người hạng thân tịnh vào vu bán thân giả thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong lửa xuất sanh, nếu gặp kẻ dùng lửa nước sôi để chặt chém giết hại sinh vật thời ngày rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau, nếu gặp kẻ
luôn hồi gần mặt lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai rồi ngày dễ rõ quả báo cầm thu đá khác. Nếu gặp kẻ tâm học như gỗ thời ngày dễ rõ quả báo không lưỡi miệng lợi. Nếu gặp kẻ phung phí của cả một cách phi lý thời ngày dễ rõ quả báo chỗ tiêu dùng bị thiếu. Nếu gặp kẻ hay tao ta kêu mạng cũng cao thời ngày dễ rõ quả báo hèn hạ bị người khác xây khiến. Nếu gặp kẻ mê tín tài hơn ngày dễ rõ quả báo thất phát hiện đập vào trùng hiệu lắm. Ngày này vốn ông Thiên Vương trục sản ở trong cõi Diêm Phù để từ nơi thất khẩu ý tạo ra trăm nghìn mũ sự đối ứng như thế này để tạm bột Tết dùng trăm nghìn phương thức để giao ngài đó. Những chúng sanh nói trước vẫn chịu những quả báo như thế sao phải bị đại vào địa ngục chịu sự khổ sở không lúc nào ngừng dứt. Bốn các ông là những bậc hộ vệ người không bảo trợ cõi nước để chờ đợi những nghiệp chứng đó nói là mê hoặc chúng sanh của hạ thể địa bốn nguyện địa tạng đao lợi thiên cung thần thông hiện độ phá quần mong đời ngũ trược khó thông chúng sanh căn cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Quyển Trung danh hiệu của địa ngục. Phổ Hiền hỏi lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thôi như giải xin ngài vì trời làm tám ba bộ tám bộ chúng bằng những chúng sanh ở đời sau mà nói danh hiệu của địa ngục cũng là chỗ thọ ba cùng hành chúng sanh bị tội khổ và ta bà cùng như Bồ Đề và nói những sự quả báo không làm để làm cho chúng sanh trong thời mà phát sanh này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng nơi tu nương nhờ đức sức hoa thắng của Đức Phật và ai lục cũng như dạng mà nói về tội báo nơi địa ngục cùng danh hiệu nơi địa ngục danh hiệu địa ngục thôi nhân giả ở phương đông một con núi xem vừa này có một dãy núi tên là Thiết Vị Nhãn núi đó tối thẳm không ánh sáng cùng mặt trăng mặt trời trong đó có địa ngục lớn tên là Cửu Vô Giá lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ lại có địa ngục tên là Tứ Giác lại có địa ngục tên là Phi Đa lại có địa ngục tên là Hạ Tỳ lại có địa ngục tên là Giác Sa lại có địa ngục tên là Thông Đưa lại có địa ngục tên là Thiết Sa lại có địa ngục tên là Thiết Sa lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu lại có địa ngục tên là Thiết Uy lại có địa ngục tên là Viên Nhãn lại có địa ngục tên là Thiết Lưng lại có địa ngục tên là Dương Đồng lại có địa ngục tên là Bảo Trụ lại có địa ngục tên là Lưu Hải lại có địa ngục tên là Căn Thì lại có địa ngục tên là Tạ Hữu lại có địa ngục tên là Thiên Cước lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn lại có địa ngục tên là Trán Lợi lại có địa ngục tên là Thiết Thù lại có địa ngục tên là La San. Trong dãy núi thiết thì có những địa ngục như thế. Núi số nhiều vô hạn lại có địa ngục Kiều Án, địa ngục Bà Thì, địa ngục Phận Nhiếu, địa ngục Đồng Tạ, địa ngục Hạ Tượng, địa ngục Hạ Cẩu, địa ngục Hạ Mã, địa ngục Hạ Ngu, địa ngục Hạ Sơn, địa ngục Hạ Khả, địa ngục Hạ Sàn, địa ngục Hạ Lương, địa ngục Hạ Ưng, địa ngục Cái Nha, địa ngục Bát Vì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Hạ Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hạ La, địa ngục Đảo Thất, địa ngục Thiết Ốc. Những địa ngục như thế mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba và bốn nhận đến trăm nghìn danh hiệu được chọn đồng nhau do nghiệp lực của chúng sanh mà cả người ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn có thể giảm một núi tư duy có thể sân dù bị cả có thể ngăn cản đạo thái vì thế chúng sanh chớ không điều cái nhỏ mà cho là không tội sau khi chết được có quả báo đều để mọi người cũng phải nhận lời chi khác như cha với con cũng đều phải theo nghiệp của mình mà đi khác từ giờ có gặp nhau cũng chẳng bằng làm chủ hộ thay nhau nên tôi luôn ai thẳng của Đức Phật mà nói ra những nơi tội nói được về tội báo nơi địa ngục trong ông nhân giả tặng nghe lời nói đó là Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng dầu từ lâu tôi đã đạo tội báo nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo rồi nhưng nay tôi muốn như vậy nói ra để làm cho chúng ta có tâm hạ trong mà pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quy hướng về giáo pháp của Phật tội báo nơi địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng những danh hiệu tội báo nơi địa ngục như dưới đây hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội đã được cài bừa lên trên đó hoặc có địa ngục bao tiêu người tội cho quỷ dạ xa ăn hoặc có địa ngục dây sắt nóng độc có lấy thân người tội hoặc có địa ngục đốt đấu thù sâu sùng sùng rồi bắt người rồi nấu thân người tội hoặc có địa ngục tổng bựng lửa lớn bay tới tấp vào người tội hoặc có địa ngục thùng cải bằng hoa giá hoặc có địa ngục trị vô hạt đồ phản tiểu hoặc có địa ngục lao gai trong sắc hoặc có địa ngục đâm nhiều giá lựa hoặc có địa ngục trị đập bay lông hoặc có địa ngục trị đốt chân ta hoặc có địa ngục chân đào sắc quần cá hoặc có địa ngục đâm đóng ăn lửa sắt hoặc có địa những địa ngục như đấy trong mỗi ngục lại có trăm nghìn thứ hình khí cụ đại hạ người tội đều là bằng đá bằng đồng mặt sắt bằng lửa bố lại khí cụ này đều là do hạn yếu quá ác của chúng sanh được đảm vừa ra nếu tôi thuật rõ nơi tội báo của nơi địa ngục hờ trong mỗi ngục có trăm người hữu khổ sở cũng chỉ là nhiều ngục nay tôi nói ai thành của Đức Phật vì như vậy mà tại nói lời như thế nào nó đã ra rồi cả cùng kêu cũng không thể nói hết như là tán thám và phóng quan chẳng bảo bây giờ các văn đức thế tôn phóng ra ánh sáng lớn sao khắp trăm người mỗi ước hàng hà sao cõi nước của chư Phật trong ánh sáng lớn đó và ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật đằng này tám bộ chúng trời đồng quỷ thần lắng nghe nay ta ở cung trời đã lợi thuê tâm bài những sự của ngài Địa Tạng gồm ta hiện ra ở trong thế giới mười phương hiện ra sức khỏe tôi không thành nghĩ bàn để cứu giúp chúng sanh bị tội khổ sau khi ta diệt độ thời hàng đại bồ tát đại sĩ các ông cùng với trời đồng quỷ thần nên dùng nhiều phương thức để giữ gìn kinh này làm cho chúng sanh thoát tất cả mọi sự khổ mà chứng cảm vui nhất bàn Phổ Quảng Tư Thượng Khi Đức Phật nói là ấy vừa ít khiến có một vị bồ tát tên là Phổ Quảng bạch không cấn chất ta bạch cũng Đức Phật làm bạch Đức
Thế Tôn, ngài còn nghe Đức Như Lai khen ngợi ai thần thế? Thần không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát trông mong Đức Như Lai lại vì chúng sanh trong thời Bà Tát sau này mà nói rõ nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời cùng người làm cho hàng trời bằng cái bộ chúng chiêm giữa lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho hàng trời bằng đám bộ chúng chiêm lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát Địa Đạo Vương làm Đức Phật Bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong bồ cùng trong tu chứng rằng lòng nghe lắm nay ta nghe ta vì tất cả chúng sanh ở đời nghe ta vì các chúng sanh ở đời hiện tại vị lai mà nói công phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lỡ cho hàng triệu cùng người ngài Phổ Quảng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng vâng mà Thế Tôn chúng con xin ưu muốn nghe Phật dạy sự lỡ Đức Phật Bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát rằng trong đời sau như có kẻ thế nam người thiền nữ nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc là chiêm ngưỡng hoặc là ngợi khen hoặc là chiêm hoặc là đảnh lễ hoặc là chấp tay hoặc là lấy một thời người đó sẽ qua khỏi tử khổ trong 30 kiếp. Như có người kể thiện nam kể thiện nữ hại với hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chỉ một lần chứ mỗi một lần lễ kể đó sẽ được sang lên cõi trời đau lợi một trăm lần không có bao giờ còn bị đạo vã tạo được lý do người kêu phước trời hết sang xuống nhân gian vẫn còn là vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn khoảng nửa thân lại vậy. Như có người nữ nào nhằm chán thân nữ hết lòng cũng như tự nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi những tượng được cất bằng đất đá đồng sắt keo sơn đồng sắt ngày thường đem hương hoa y phục đồ ăn đồ uống cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mạng báo thân hạ tiện thân nữ ở hiện đời trong trăm nghìn muôn đời về sau có không sanh về cõi nước có người nữ huống chi là tạo thân gái trừ khi vào lòng tứ các nguyện tạo thân gái lệ đội chúng sanh nương nơi phước cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn họ thân gái lại nữa khỏi nữ thân sinh đều là về nữa là của Bồ Tát trong đời sau như có người là chán thân bệnh tật và xấu xí rồi nên đối trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cung kính trí tâm niệm nhân hiệu ngực cung kính trí tâm đã lễ trình trong khoảng một khoảng một quả ăn người đó sau khi một nghìn vạn kiếp thọ sanh thời tướng hoàng sinh đều không có vận tần người báo nếu không nhà chấn thân nữ thường làm con gái nhà vua cho đấy làm vương phi các dòng dõi quan tộc lớn quan gái của các vị trưởng giả giả thân thần tướng mạng đang chân sinh đề sau phải có lòng chiến hành chiêm ngưỡng lạnh lẽ mà đặng quốc là như vậy quỷ thần hộ vệ là về nữ này của khoảng bộ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước được ngài để tạo bộ tát mà chỗ các thứ kỹ nhạc ngâm ca thơ ca ngợi nghe ca ngợi thường người đó sẽ được thời người đó chúng hoa cúng dường hồi án được một người hay nhiều người và người đó ở trong đời hiện tại cùng đời lai thường được trong nhiều vị của thằng ngày đêm theo hộ vệ không cho các việc không sự đến ta không chỉ là cho người đó phải chịu thân chế bắt tội là về nữa này hộ quản trong đời sau như có người ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy cung kính chiêm ngưỡng đại lễ cúng dường người khen nhà địa tạng bồ tát mà vọng sanh thân chế là không có cung đức cùng không có lợi ớt hồng nhân ra cửa hoặc chia sau lưng hoặc chia hay chia trước mặt hoặc bên bạn người khác cùng chia hoặc sau lòng chia ba chứng trong khoảng một niệm người đó sau khi một nghìn đức phật trong hiền kiếp nhập diệt cả vì tội ác gân trên nên còn bị đại vào địa ngục ác thì chịu tội khổ rất nặng qua khoảng nghìn kiếp này mới được thọ sanh thân ngạ quỷ mãi đến một nghìn kiếp xong mới được thọ lại xúc sanh rồi mãi đến một nghìn kiếp nữa mới được đã sanh làm người giàu làm người ở như ở hà bần cùng tên ta hình thật nguyền thiếu sức hoặc bị các nghiệp ác vào nơi thân không bao lâu nữa lại bị đại vào địa ngục này của các gân trên người khác cúng dường mà có mắc phải tội ác xúc khổ như thế cũng chỉ là xác thế mà gân trên phải diệt tiêu tội chúng lại về nữa này bộ quả trong đời sau như có người nam người nữa nào đó ốm nằm liệt mãi trên giường cối cổng sống hay muốn chết không được được trong giấc ngủ thường mới thấy các hàng quỷ thần nhận đến hàng kẻ thân thiết trong nhà hoặc bị bóng lề hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc với quỷ thần cùng đi chạy qua nhiều năm nhiều tháng đến nữa thành bệnh lao bệnh bại trong giấc ngủ thường phải kêu đéo thê thảm xấu khổ người các vào đó là do nơi nghiệp đạo lần đối trước có thể là không ai trọng hoặc là khóa chết hoặc là khóa làm mất phần thực của kẻ nam người nữ không thể biết rõ điều đó chỉ có thể nên đối thức tượng tư phật chư bồ tát mà lớn tiếng tụng kinh này một biếng hoặc lấy những món vật mà người bình thường ưa thích như y phục nhà cửa luôn buồn vật báu đối trước người mà cất những lớn xuống lên rằng chúng ta lên đó họ đó ngay vì người bệnh này đối trước tương tự đem những cổ vật này hoặc đem cúng từng kinh tượng hoặc cúng vào cổ chùa tháp hoặc cúng vào cổ đường trụ hoặc xây dựng chùa tháp và thắm đèn xấu thắp cúng hoặc cũng chứa lên như vậy ba lần cho người bệnh nghe biết hoặc đã giữ phán thức của người bệnh đó đã phân tán đến hơi thở sẽ xuất thần một ngày hai ngày ba ngày cho đến bệnh người cười lớn tiếng xếp bật như chơi và lớn tiếng tụng kinh này thường người đó nếu thường người đó sau khi mạng chung xong rồi đâu cũng đều nhớ biết đời đời trước này thú gì làm kẻ thiện nam người thiện nữ nào tự nguyện biết chết bên nào hoặc bằng người khác bên chết bên này tự mình đáp vệ hình tượng này để tạo bồ tát hoặc bằng người khác vệ đáp người đó khi thọ tạo đã chắc tặng nhiều lợi lớn này phục vậy vì thế nên nếu không thấy ai tụng kinh đọc kinh nào hoặc khen ngợi kinh nào hoặc có lòng cung kính đối với kinh thờ âm nên dùng trăm nghìn phương tiện quả hán ủng hộ người đó phát lòng sinh năng chứa đường điện hơi thất sở giữ được trăm nghìn mỗi công đức không thể nghĩ bạn ở đời hiện tại cũng có vị lai cho bằng siêu độ bằng lơi lại về nữa này phục vậy trong đời sao như có chúng sanh là trong giấc ngủ hoặc trong chiêm ba thấy các hàng quỷ thần nhận đến hình thú lại đường hoặc rồi buồn bã rồi dĩ khóc nó than nợ hãi hùng sợ sệt
đó đều là cha mẹ con em vợ chồng Quỳnh, vợ chồng một đời mời đời 200.000 đời về của quá khứ bị đại lạc. Không biết lương tự vào phước lực nên là một có thể cứu giúp nên mới bắt về người có tính cốt nhục mong hầu làm phương tiện gì có thể cứu vớt này của quả ông nên dùng thần lực của ông khiến cho hàng quyến thuộc đã đối trước dựa chưa và bộ ta trí tâm cung kính mà đọc kinh này đủ số 3 biến cho đến 7 biến sau khi tính tụ kinh đủ mấy biến đã xong thần người đó sẽ đặng giải thoát cho đến trong giấc mơ không còn thể hiện về nữa. Có nô lệ là về nữ này phổ quản trong đời sinh như có hàng hải tiện tớ trai tớ gái nhận đến kẻ không được quyền tự do cần phải biết do tội nghiệp đấy chứ cần phải sám hối đó người đó nên nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát nên cung kính chiêm ngưỡng lại lễ đầu trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát sau của ngài địa tạng bồ tát đụng mục đương biến sau khi mạng báo thân hải tiện ở hiện đời trong 100.000 đời về sau thứ sang và bậc tôn quý thân thần tượng mắt sinh liệt không còn bị tạo và ác đạo nữa sơn cao dĩ nuôi lại về nữ này phổ quản bồ tát trong đời sau như trong hàng sách đế lợi hàng đại bài la mô hàng đại hàng sách đế lợi hàng bài la mô hàng trưởng giả dân tộc cư sĩ tất cả các dòng họ như có người nào sắp sinh con trai hoặc con gái số vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bài này lại có thể vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát đủ vốn muốn biến được như vậy đứa trẻ mới sắp sinh ra đó hoặc là cha hay gái dù đối trước là có tội vạ chi cũng đều được khả cả nói lại được theo an ổn vui vẻ dễ nuôi lại được thân sống lâu nếu được nói là đứa nương đứa phước lộc sẽ sang đời đó lại được an vui hơn cũng sống lâu hơn. Ngày thập trai tụng kinh được phước. Hai về nữa này của quán trong mỗi tháng những ngày 1, 8, 13, 14, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. 10 ngày trên đây là các nghiệp tội các nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Nhẹ trong 10 muốn gì là chúng những tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sao có như phù đề không chi là chẳng phải tội lỗi muốn gì là những kẻ buôn lung săn bạn buôn lung giết hại tà dâm vọng ngữ. Trong điều tội lỗi trong 10 ngày trên đây như có chúng sanh nào có thể đối trước tượng chư Phật Bồ Tát hiền thám mà đọc tụng kinh này mục biến hơi trung quan chung người đó ở trong bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 giao tấn không xảy ra bất kỳ tự biệt tai nạn còn như chính như ngôi nhà của người đó ở trong 100.000 năm xa khỏi hẳn các chúa ép đạo. Trong 10 ngày trên đây nếu một ngày có thể tụng một biến kinh này thời làm cho người trong nhà không mắc phải bận tật bất ngờ đồ ăn mà cứ giật ngài điện tại bồ tát có nhân duyên có xúc ai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế này phổ quản ngài phổ quản chúng sanh trong cõi như phù đề này có nhân duyên lớn với ngài địa tạng đại sĩ nên những chúng sanh đó thấy hình của ngài địa tạng bồ tát nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát hoặc như chúng ba chữ cho đến năm chữ trong kinh nào học một bài kệ một câu kinh hầu người đó hưởng được sự an vui lạ thường ở trong đời hiện tại trong 100.000 muôn đời vị ra thường thất sanh và bậc tôn quý tân thời tướng mạng xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe đức phật khen người tuyên bày địa tạng sau ngài phổ quản bồ tát liền quỳ xuống dắt tay mặt bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn giờ từ lâu quan đã rõ biết vị đại sĩ nơi có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi nhưng nay không muốn đức phật nói ra để làm cho chúng sanh trong thời mà phát sau này biết rõ những lợi ích đó vâng con xin cung kính tin nhận lời phật dạy bạch đức như lai kinh này đặt tên là gì và định cho kinh lưu bố như thế nào đức phật bảo ngài phổ quản bồ tát rằng kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bộ nguyện kinh cũng gọi là địa tạng bộ hạnh kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là địa tạng bộ lực kinh nên gọi là tên thứ ba vì tụ kiếp lâu xa về trước ngài phát ra lời nguyện làm lợi ích cho chúng sanh nên các ông phải theo đúng tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này nghe đức phật dạy xong ngài phổ quản bồ tát tin chữ kinh cứng chấp tay bạch có mà lưu ra phẩm thứ bảy khuyên lợi ích của kẻ con người mắc quân tu án đạo bây giờ ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật sám bát đức thế tôn con xem xét chúng sanh ở cõi như phù để sanh tâm định niệm tu chi là chẳng phải tội lỗi nếu vào biểu về các sự lợi lạc và nhiều thứ tất tâm tốt ban đầu còn ghi ở suy dự chẳng bã chẳng là lại lần theo lối những kẻ đó như kẻ mang đá nặng đi trên bùn lầy hoặc nặng theo lầy hoặc không đối trên thêm là chân đạp đúng lúc sau những kẻ đó vào hành định chi thức độ dùng đá bước cho hoặc độ dùng hết cả vì hành định chi thức sức khỏe rất mà lại khuyên người đó điều đỡ người đó làm cho gắng mạnh chân nên nếu khi người đó ra khỏi con đường bùn lầy đến nơi con đường tốt rồi thì phải nên suy xét đến con đường hiểm xấu đó được có đi vào con đường hiểm đó nữa và đôi thế tôi chúng sanh trong cõi như phù đề khuyên làm theo đó áp bất tử từ mạnh muốn rồi là đến vô lượng nếu khi hai người đó mại chung hành trong cuộc có làm việc rất là lễ chút thêm tiền đồ cho người đó hoặc treo loan lọng hoặc sắp đèn dầu hoặc những danh hiệu phật bồ tát cùng tích chi phật học một bậc tới một câu kinh là trong người ra một hiệu thấu rõ vào lỗ tai của người học bổn thức của người mại chung nghe biết hờ cứ theo tội nghiệp của người đó suy ra theo người ác của người đó gây tạo mà bị đại và ác đạo thần nhờ người hành thân quyến tu tập như
dây thán đạn lên. Tất cả những nghiệp đã phải đều tiêu xài trong nếu trong 49 ngày, lại có thể vì người đó mà làm nhiều việc phước làm thời, có thể làm cho người trước đó được giải thoát được sang lời cõi trời, có người hưởng sự vui sướng vinh dự mà hàng thân cưới hay còn cũng được hưởng nhiều sự lợi ích. Bởi vì cớ trên đây nên con đấu trước Đức Phật Thế Tôn cùng tám hội chúng trời rồi mà có lực bảo với chúng sanh khỏi những phù đề rằng ngày thân thuộc của kẻ lâm chung, ngày lâm chung của kẻ thân thuộc phải cẩn thận chứ có giết hại cũng đừng có gây nghiệp chẳng hạn, cũng đừng có tế lễ cầu quỷ thần cầu cũng là cái gì cả. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đã chẳng có mạnh muốn lợi ích chi cho người sức mạnh chung cả, chỉ có thể kết thêm tùy sinh cho người đó làm cái sâu nặng hơn thôi. Ví như có người giả sử như người đó ở trong người trước hoặc trong người là chuyện chứng năng phần đó bạn sẽ thăng sở cõi trời của người, nhưng vẫn lúc lâm chung hàn thân quyến làm gây tạo nghiệp sinh chẳng làm cũng là cho người mạng chung đó mắc phải mắc ưu ly phải đối biện chậm xong và trốn lầm có gì là người cái lúc trăng tiếng không làm được việc làm nào cả, cứ theo nghĩa của họ gây tạo mà bị bệ và ăn đại hàng thân đồ nữa là lại làm cho nghiệp báo của người đó lại cách nặng nề thêm. Ví như có người từ xứ xe đến từ lương thực đã 3 ngày trên vai mang vết đồ vật nặng hơn 100 cân mẫu, gặp kẻ lân cận gửi thêm một ít đồ vật nữa, vì thế người xuống xe lại càng thêm vốn đốn nặng nề thêm. Bắt Đức Thế Tôn con xem xét chúng sao nợ như trong giáo pháp của Phật, nếu làm việc thôi làm thì bằng sợi tông mãi lóc mãi to hộp bụi giọt nước hơi, tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Chỉ giải đại biện khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời đó xong, chấp hốt có một vị trưởng giả tên là đại biện, ông này từ đâu lại chứng quả vô sai hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong 10 phương, cùng cái chấp tay mà thưa họ ngày Địa Tạng Bồ Tát giảng thương nhiên dạy chúng sanh cho cõi riêng phù đề như sắp mạng chung mà hàng thân quyến nhận đến người lớn hoặc kẻ nhỏ đều có thể làm việc phước làm tu tại công thức cho đến thiết cho cúng dường thường, người đó có đặng giải thoát cùng đặng lợi ích lớn chăng, và người mất đều được lợi. Ngày Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng đây thôi, tất cả chúng sanh ở đời hiện tại và vị lên nương nơi ai thắng của Đức Phật mà tạm nói lời về việc đó trong đời sau, như có chúng sanh này sắp mạng chung mà nghe danh hiệu của Đức Phật, đây hiệu của một vị Bồ Tát cũng biết chư Phật thời không lợi là có tội cũng không tội đều được giải thoát cả. Như có người là lúc sanh từ không làm ép lúc sắp mạng chung mà hàng thân cuốn có làm việc phước làm tu tạo công đức làm tất cả việc về thắng đạt được trong 7 phần công đức, người chết người đạo 1 phần còn 6 phần còn lại thuộc về người thân cuốn lo tu tại đó. Vì cỡ trên đây nên những kẻ thiện nam người thiện nữ nghe được lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tu hành để hưởng trọn phần công đức phong quỷ giữ vô thường kia thần hồn vô vị mập mờ trong mờ không rõ là tổ hay phước, như ngay như đế trong 49 ngày họ ở các ti sở để việc là về người của sau khi thẩm định xong rồi cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả. Đàn nếu người đó là trong lúc mà chưa biết ra chắc là sau đó thì phải đại nghiệp mua sổ hộ không chi là bị đạo đại vãi đạo người chết đã trong 49 ngày luôn trong món hàng quyết nhục thân quyến tu tạng vất làm cho để hầu cứu vớt qua họ 49 ngày thôi cứ y theo nghiệp mà thọ. Đàn nếu người đó là kẻ có tội hơi trong ngày nào không là được quốc họ, nếu là kẻ phạm năm tội vô gián thời bị đại vãi địa ngục mãi đến nghìn muôn kiếp không làm mong đau khỏi được. Nếu khi những chúng sanh kia phải tội nghiệp như thế mãi chung, nếu hàng thân quyến có làm trai cũng dường hỡi trong lúc sắm sửa chưa rồi hoặc trong lúc đương làm chưa có đem nước gậy lá rau mà đổ vãi ra nơi đất cùng những chưa dân cúng cho Phật cúng tăng thời chẳng được ăn chút, nếu như ăn trái phép và chẳng đối tượng sạch của lưỡng hàng người chết đã chọn chẳng còn được mãi phước nào cả. Còn nếu như có thể giữ gìn kỹ lưỡng nên dân cúng cho Phật cúng tăng thời trong 7 phần công đức nhờ chết để đặng 1 phần là Địa Tạng Bồ Tát bảo với vị trưởng giả rằng trong đợt sau như có được hàng thân hoặc nếu như cha mẹ hay anh em chết nếu có thể làm cho cũng như trí tâm cực khẩn thời được lợi rất nhiều đáng ngại lúc này để tạm bộ ta đến lại ở tại cung trời đa lượng có nghìn muôn ước này gia tha quỷ phần được phát tâm bồ đề vui lượng ông chịu nhận lại điện cũng vui mừng vâng lời sẽ là lễ mà lưu ra phẩm thứ 8 các vua diêm la khen ngợi vua diêm la cùng quỷ vương văn tập. Bây giờ ông dãy núi hiếp vì có vô lượng vị đại vị quỷ vương cùng với vua diêm la gần đến cung trời đa lượng đến chỗ của đức phật, các vị quỷ vương đó tên là ác đồ quỷ vương đại ác quỷ vương đại trắng quỷ vương mạc hổ quỷ vương huyết hổ quỷ vương xúc hổ quỷ vương táng vương quỷ vương phi tăng quỷ vương la nha quỷ vương phụ tạc quỷ vương đại phương quỷ vương vương điện quang quỷ vương chủ hạ quỷ vương chủ hạ quỷ vương chủ khước quỷ vương chủ thập quỷ vương chủ tài quỷ vương kiên lợi quỷ chủ mạng quỷ vương chủ nghị quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ tật quỷ vương chủ hiểm quỷ vương tam một quỷ vương tứ một quỷ vương ngũ một quỷ vương kỳ lợi thất vương đại kỳ lợi thất vương kỳ lợi sa vương đại kỳ lợi sa vương a na cha vương đại a na cha vương. Các vị quỷ vương đó cùng với các vị tiểu quỷ vương ở trong cõi diêm phù đều có phần chức trách, đều có phần chủ trì những vị quỷ vương đó nương xúc ai cùng với vua diêm la nương xúc ai thần của đức phật và ai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên đều đến cung trời đau lợi đúng qua một phía vua diêm la. Và phải bây giờ vua diêm la từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay và cùng đức phật và đức thế tôn chúng con cùng với các vị đặc biệt vân hoa thần quốc đức phật và a lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên mới có thể lên đến được cung trời đau lợi này, mà cũng là vì chúng con đã phước làm vậy nên chúng con có chút vì ngươi và dám bảo đức thế tôn cũng mong đức thế tôn từ bi vì chúng con mà giải rõ cho đức phật bảo vua diêm la cho phép ông họ đã sẽ vì ông mà giải rõ. Bây giờ vua diêm la chứng ngưỡng đại lễ đức thế tôn rồi ngài lại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bảo cũng đức phật làm mà đức thế tôn con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường dùng trong nghiệp phương trước để
cứu độ ngài không từ mệt nhọc, ngài để tạm một tay đã có thân vô thể nghĩ bàn như thế, nhưng vì sao chúng sanh vừa thoát khỏi tội bã không bao giờ lại bị phá bãi đạo nữa, và thực thế cho ngài để tạm một tay đã có sự thần thông không thể nghĩ bàn như thế, tại sao chúng sanh không nương về đường là để được giải thoát mà bạn cũng mong như thế tôi dạy cho thời đại sự nhân. Bây giờ Đức Phật bảo vui xem ra rằng chúng sanh trong khỏi riêng như vừa đề tấn từng vừa khỏi có dạy có sự ngài để tạm một tay đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt chúng đó, làm cho chúng đó sớm được giải thoát nhiều chúng sanh bị nghiệp ba cho đến vị đại và nữa lớn ngày địa tạng bồ tát dùng sức phương tiện nhổ sạch tội gốc nhiều chia lại làm cho chúng đó nếu biết về đời trước tại chúng sanh trong cõi nhiên vừa đã kết nghiệp giữ pháp tội nặng nên vừa ra khỏi lại trở lại và làm nhập cho ngày địa tạng bồ tát phải trải qua xuống kiếp cứu độ chúng nó. Ví như có người quên là đường đi vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều vị dạ sa cùng các loài độc hại như hùng sáo sư tử rắn độc bò càng người đó ở trong con đường hiểm đó trường duyên sẽ bị hạ, có một vị thiện thấu hiểu nhiều pháp thuật thấy người quên đường kia chuẩn bị đi vào con đường đó đó bèn vội bảo rằng này hay thay, nếu không có duyên sự gì mà đi vào được chỗ này không có pháp thuật thì có thể trừ cửa sự độc hại đó trong người quên là đường nghe nghe lời nói đó mới biết đó là con đường hiểm, bèn quay trở lại muốn ra khỏi con đường hiểm lại đó. Vì thiện chi khóc nắm tay dìu sắt dẫn người là đường đó ra khỏi con đường hiểm nạn tránh các sự độc hại đến nơi con đường tốt lại cho được an ổn, rồi bảo rằng này từ nay về sau chưa có đi vào con đường hiểm ác đó nữa, ai mà vào đạo ăn ra khỏi đạo lại còn bị tổ tán mẹ người quên lạc đường cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt vị thiện chi khóc lại dặn thêm, nếu ông có gặp kẻ cha kẻ gái người thân quê hoặc kẻ đi đường nào muốn đi vào thần nên nói cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự hiểm độc, chớ để cho họ bị đệ tử vào chỗ chết. Vì thế ngày địa tạm bồ tát đủ đức từ bi muốn cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo được sanh lên cõi trời hưởng lấy sự vui sướng vi diệu, những chúng sanh đã biết sự tội báo trong con đường khốn khổ đó khi vừa được ra khỏi chẳng còn trở lại nữa, như người quên là đường kia đi vào con đường hiểm, cả vị thiện chi phước dẫn dắt cho ra khỏi đó không bao giờ trở vào nữa, là cả người khác lại bảo trở vào đó tự nói rằng mình là người quên là đường đi vào đó rồi nay được ra khỏi chẳng còn trở lại vào nữa, nếu còn vào đó thôi là còn mê làm tháo đến nỗi phải bị mơ mạng như những kẻ bị đại vào ép được đường ngoài để tạm một tác cứu vớt cho lên cõi trời rồi lại bị đa vào nữa, nếu kẻ đó kết nghiệp quá nặng hở ở mãi trong địa ngục không lúc nào mong ra khỏi được. Quỷ vương bày thiện họ bày ra ép độc, quỷ vương cung kính cho tay bạc cúng đức Phật rằng đã được thôi, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, hoặc không vị làm lỡ cho người, hoặc có vị làm tổn hại đến người mãi mãi đều không đồng nhau vì nghiệp ác khí hành, chúng con đi sang thế giới ác nhiều lần, ít đi qua sân nhà người buồn là thẳng ấp chọn buồn xóm nhà, như có kẻ thiện nam người thiện nữ là làm việc phước lành trường bày lông sợi tóc cho đến treo một lá phan một bao cái đốt hương đốt hạt cúng dường tượng Phật cùng Bồ Tát, hoặc cũng như một bài kệ một câu cân hàng độc tụng cung kinh hồi hàng quỷ vương, chúng con hành lễ người đó như kinh lễ đức Phật của quá khứ đương hiện tại cũng lúc vị lai, chúng con quyền các vị tiểu quỷ vương có ai lực lớn cùng các cùng kẻ có chức trách thuộc về cung đất đại và hỗ trợ giữ gìn, có không cho bất kỳ sự tai họa bệnh tật thần lần cùng những sự không vừa ý đến chỗ của người đó là không chi là để vào đến cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng hay thay các ông cùng với vương Siddhartha có thể ủng hộ kẻ quỷ thế nào cũng thiện nữ như thế, ta cũng truyền các vị trời để thức trời phạm vương hộ vệ các ông chủ bạn thần vương. Bây giờ trong vị chủ mẹ kỷ vương mặc cũng đức Phật rằng bảo đây hết cho bộ người riêng của con là ta bạn tuổi họ ở chúng sanh ở cõi riêng vụ đến khi sanh thì tụi con đều biết đó, nếu theo bộ nguyện của con thì có rất lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng vì sao hàng chúng sanh không hiểu ý con nên đến độ khi sanh khi tuổi đâu không được an ổn khi sanh nở nên làm đáng kinh rất ác, lại người trong cõi riêng vụ đều không lợi là con trai con gái lúc sắp sanh chỉ nên làm việc phước lành làm lợi ích cho nhà cửa thời thổ địa vui mà không siết ủng hộ cả mẹ lẫn con, được đỡ ăn vui hoặc khi sắp xạ sanh rồi và cẩn thận chưa có giết hại sa vật để cung cấp những vị thương ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn hoặc hội nhóm cây quyến thuộc đàn hát ca sen đời sao, nếu làm những việc trên đó thời làm cho mẹ đứa con chẳng được an ổn, tại vì sao thế, vì trong lúc săn lỡ nguy hiểm nó có vô lớn hoài ma quái quỷ mị muốn ăn hết ta, nhiều con sớm đã xa xá chập hơn lên lỗ địa hầu với hai mẹ con đó làm cho được đã ăn vui mà nhiều lỡ ít người đó thấy mình được an ổn thôi nên làm việc công lao công vừa phước lành để đền đáp công lao thổ để trái lại giết hại sinh vật, hội nhóm quyến thuộc vì tất này đã phạm tội lỗi ta phải chịu lấy cả ba mẹ con đều tổn. Lúc trên người tu phước lại người lúc sau mạng chung không lợi là người là hay kẻ giữ con đều không muốn cho họ bị đại bè và ai đã uống gì là người lúc sau tiếng biết tôi đã cổ phước lành giúp thêm tội thôi là ai lực cho con những người làm lán đến lúc mạng chung còn có trăm nghìn và các kỹ thần hoặc khi gái hiện ra hình cha mẹ cùng hắn thân quyến sợ giúp thần đồng người chưa bị đại là và ai đã uống gì là
người lúc sáng tiến đã gây sẵn tội ép và đưa Thế Tôn chung như kẻ nam tử nữ nhờ ở cõi diêm phú. Đến lúc mạng chung không biết được điều là lễ giữ cho đến mắt cầm ta không nghe thấy nghe được gì hết. Hàn thân quyến nên sắm sửa là sự cúng dường lớn hoặc tục đặt danh hiệu hoặc nhiều danh hiệu của Phật Bồ Tát hoặc tục đầu thân cơn làm cho một nhân một thiệt hầu rõ và lỗ tai thật tu tại nhân duyên công đức rất là như thế có thể làm cho người đó họ chỗ ấy là có mà quái quỷ thần hãy đưa lưu tăng cả hết bắt đầu thấy không có xem thiết chúng sanh ở trong đời. Lúc sau bạn chung mà nghe danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, của một câu kệ kinh điển đại thừa, hợp phong xem xét người đó trừ năm tội lớn vô giá những nghiệp đã sát hại thì tu sạch cả những tội béo ép nhỏ đáng lẽ bị đại và ác đạo cũng đều được thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn bây giờ Đức Phật bảo vị chủ mạng quý hương đó ông vì có lòng đại từ nên mới có thể ở trong đôi có thể phát ra lời nguyện lớn trong đời sanh tử cứu độ chúng sanh như thế. Trong đời sau như có kẻ nam người nữ nào lúc mạng chúng nhờ ông chưa quên lãng lời nguyện cho nó làm cho được an vui mà đặng lợi ích vị chủ mạng quý hương mặc công đức Phật rằng bảo đức Thế Tôn xin đức Thế Tôn chớ lo chọn độ của con luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi diêm phù thế lúc sanh lúc tử để làm cho được an ổn cả chỉ mong chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời con đã nói trên đó thời được an vui được lợi rất lớn. Đức Phật bảo vị cho chủ mạng bây giờ Đức Phật bảo vị ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng vị quỷ vương cai quản tuổi thọ ở mọi người đây trong trăm nghìn đời đã vì làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh trong sanh cùng lúc khi tử đó là bậc Bồ Tát đại sĩ hiện thân đại quỷ chứ theo đó không phải quỷ quá 170 kiếp ông ấy sẽ thành Phật hiệu là vô tướng Như Lai cõi lúc đó tên là kiếp đó tên là An Lạc cõi lúc tên là Thượng Trụ sổ thọ mạng của vị Phật vị đó từ số kiếp không thể tính kể này Địa Tạng Bồ Tát ạ. Những sự không thể nghĩ bằng của vị quỷ vương đó như không thể nghĩ bàn như thế hàng triệu người cũng được vị ấy độ thoát đến số không thể hạn được sanh hiệu chư Phật bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát và cũng Đức Phật rằng bắt được hết tôn này không vì tất cả chúng sanh ở đời sau mà những nó sự chẳng thể nghĩ bằng của mắt tôi thấy tôn cho phép con nói đó Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ông muốn khởi từ bi muốn cứu độ chúng sanh mà diện nó sự chẳng thể nghĩ bàn bây giờ chỉ phải lúc vậy ông nên nói ngay đi ngài Địa Tạng Bồ Tát và cũng Đức Phật rằng bắt được hết tôn vô lượng vô số kiếp về độ chứ có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên hơn Như Lai nếu có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây tạm thân là khu cấn người đó sẽ qua khỏi tổ khổ trong 40 kiếp vốn nữa là vệ đắp hình tượng cúng dường rồi tàn tháng người đó vô lượng vô biên công đức lợi lại hàng hai xếp kiếp về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là bù thắng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thì mãi thời ở nơi đạo vô thượng chánh giác không còn hối chuyện lại về thủ quả khứ có Đức Phật được đổi hiệu là ba đường ba tháng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây tháng ca lộ tai của người đó sẽ sang lên cõi trời đã lượng 100 sẽ sang 1000 là sang lên 6 tầng trời cõi trời cũng nữa là chỉ không sinh niệm là chẳng có bất khả thuyết có số kiếp về tổ chức có Đức Phật ra đời hiệu là sư tử hống Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà sang mà các tâm quy với Phật trong một niệm người đó gặp vô lượng các Đức vô lượng các Đức Phật sa đoạn thọ thì cho lại về của quá khứ các Đức Phật đã đời hiệu là ba đầu ma sư ma đầu ma là có Đức Phật ra đời hiệu là cô lưu tôn Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán người đó nơi pháp hộ của 1000 Đức Phật trong huyền kiếp mình làm vị trời đại vạn vương gặp Phật được phỏ thọ ký đã vô lượng cho lại về của quá khứ các Đức Phật ra đời hiệu là tỳ bá thi Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mà không bị đạo vẽ đã được sao lên cõi trời có người hưởng sung vui sướng vì dự là về đủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là đa bửu Như Lai như có người nam người nữ nào ghi danh hiệu của Đức Phật đây thời liền các cõi trời đã được sao lên cõi trời hưởng sung vui sướng vì dự lại về đủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là đủ tướng Như Lai như có người nam người nữ nào ghi danh hiệu của đây tại sao lòng cô kính không bao lâu người ấy sẽ nào có ai là hay là về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là ta sẽ chẳng Như Lai như có người nam người nữ nào ghi danh hiệu của Đức Phật đây liền siêu việt tội nặng sanh tử trong 100 đại kiếp lại về thủ quá khứ có Đức Phật đây đổi hiệu lại đại thông sơ vui Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây là sẽ gặp vô lượng các Đức Phật nó pháp màu cho đều đặng thành đạo bồ đề về thủ quá khứ có Đức Tịnh người Phật Đức Sơn luôn là Đức Chí Thắng Phật Đức Chí Thắng Tử Phật Đức Tịnh Nhâm Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Hiệu Sơn Phật Đức Diệt Nguyện Phật có bất khả thuyết Đức Thế Tôn như thế trong tất cả chúng sanh ở đời hiện tại và vị lai trong hàng trời trong trời hoặc người nếu có thể niệm danh hiệu của một Đức Phật thôi thì sẽ được vô lượng công đức cũng nữa là niệm được nhiều danh hiệu người đó lúc sanh cùng lúc tử đây rằng giải thoát được lợi ích lớn trong đời sau như có chúng sanh nói sắp mạng chung mà hàng thông quý nhận đến một người trong nhà vì người bệnh sắp chết đó mà niệm đối tính danh hiệu của một Đức Phật thời người đó trừ năm tội người lớn vô dáng cũng các tội báo khác hãy được tiêu sạch cả năm tội lớn vô dáng kia dấu rất nặng nề đáng lý chẳng phải quá ức chứ không lúc nào mong ra khỏi được như mỗi lúc lưng chung nhận người khác đó mà xưng niệm danh hiệu của Đức Phật nên tất cả những tội ác đã hãy được tiêu sạch cả. Hướng nữa là người nào tự mình xưng niệm danh hiệu Đức Phật người này đặng thời này đặng vô lượng phước làm trừ diệt vô lượng khổ bổn hạn địa tạng thể nguyện động sâu gậy và do sáng độ chúng sanh địa biểu xăm tân tấn kiền thẳng khỏi mắc khổ trầm luân nam mô thường trụ tập phương pháp nam mô ngoại nguyện địa tạng vô lượng tất ma hai tết so sánh như công đức của sự bố thí
Bây giờ ngày địa tam bồ tát ma ha tát nu a la của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay và bạch cung Đức Phật là bậc Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở cõi diêm phù để sanh tâm niệm niệm để so sánh về sự bồ đề, có nặng có nhẹ, có người hợp phước trong một đời, có người hợp phước trong mười đời, hoặc có người hợp phước vậy lớn trong trăm đời, nghìn đời, những sự ấy tại làm sao thế, cũng mong Đức Thế Tôn sẽ cho. Đức Phật bảo ngày địa tam bồ tát vừa nói thay ta ở trong tài hội hội chúng nơi cung trời đau lợi này mà dạo về sự so sánh công đức hưng trọng của sự bồ thí ở cõi diêm phù để ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói ngay địa tạng bồ tát và công đức. Phật rằng vâng, bảo tôi thấy tôn chứng công nhờ về việc ấy, bác sĩ ưu muốn nghe. Đức Phật bảo ngài địa tạng bồ tát là trong đợt sau trong hàng cô vừa hàng đại thần hàng đại sát đế lợi hàng điện chứng giả hàng đại bài lâm môn, nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng nhận đến kẻ tật nguyện không ngọng, kẻ điếc nghe mù, càng gặp những kẻ thân thể không được bệnh tàn như thế, các vị quốc vương đó phải làm đại từ bi đem tự tay mình đem ra đem của ra bố thí cho người đó, hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời nói những việc ô hà an ủi các vị quốc vương đại thần đó là vô công đức ăn công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật. Tại vì sao thế? Chính bởi vì quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và những kẻ tàn tật, nên em phước lành được giữ như và trong trăm nghìn đời vừa hưởng được đầy đủ các đồ thất đã muốn gì là những thứ để thọ dụng như đồ uống ăn y phục. Đã về nữa này, gọi đợi tạm bồ tát trong đời sau như có hàng bảy la môn cho trước quỹ quốc vương cho đề hà bà la môn gặp chúa tháp hình tượng và hình tượng bồ tát hình tượng tham và hình tượng chi phật bà bồ thì cũng nhường thờ người đó trong ba kiếp thường làm vị chờ đế tất hưởng sự vui sướng tốt lại. Nếu người đó đem công đức hồi hướng về pháp giới chúng sanh thời trong thường cho người đó trong mười kiếp thường làm vị chờ đại phạm thiên vương trong là về nữa này để tạo bồ tát như có hai vị quốc vương cho đề hà bà la môn nào gặp chúa tháp thờ phật thủ, chưa bị ưu sắc đã học kinh điển đại thừa bị hư sống rất là, nếu có lại phát tâm tụ của lại người này tự mình làm hoặc quên hát người khác chung bố thí cũng dần để tiếp viên làm thôi. Những người cùng làm việc bố thí đó thường trong nghìn đời thường làm vô các nước nhỏ, còn bị quốc vương đó trong trong nghìn đời thường làm vô chuyện là, nếu có thể ở đối trước chùa tháp mà đem công thức cũng nhiều bố thí đó hồi hướng về đạo bồ đề rồi cũng lại là nhiều hơi ít, tất cả mọi người đều sẽ thành Phật, cả bộ quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương hạnh đế mà lâu vương gặp kẻ bệnh tật dạy yếu và phụ nữ sanh đẻ, nếu trong một lòng từ đêm nếu trong một niệm sanh lòng từ lớn đem cơm nước giường chiếu thuốc men mà làm cho bố thí làm cho kẻ đó đều đạo an vui thật phúc lợi đó, hoặc không nghĩ bàn đến được trong 100 kiếp thường làm vua sau rừng trưởng cổ dục, trong 200 kiếp thường làm vua trời tận cư cho đến trong nghìn đời, lỗ ta có không nghe thấy tiếng cổ rốt đã sẽ thành Phật đạo này. Địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đệ hàm bảy la môn nào có thể làm sự ước lành như thế, thời đẳng lợi ích như vậy, như có thể đem phước lúc đó hồi hướng về đạo bồ đề thật là nhiều hết, thì được sẽ thành Phật cả huống gì là quả trời đế thất trời phạm vương. Thì địa tạng bồ tát vì thế nên quỳ hạ tất cả chúng sanh phải học theo như thế. Trong ba bên nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiên nam người thiên nữ trong Phật pháp siêu chúng chúng thiết phước làm trường mặt sẽ lông mày tóc một cách nhân nốt thời phước lực của người đó không thể ví dụ là cho được. Là bên nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiên nam người thiên nữ nào có hình tượng Phật, hình tượng bồ tát, hình tượng hai văn, hình tượng bất chi phật mà bố thì cũng dường như ngưỡng người gan thờ công đức của người đó không thể nghĩ bàn đến đâu, thời gian nên cõi trời có người sự vui sướng. Ví dụ nếu có thể đem phúc đức đó hồi hướng về giờ chúng sanh, thời cước lượng của người đó không thể nghĩ bàn đến được. Lại về nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đề hàm đề để đời nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người nữ nào gặp kinh điển đại thừa sanh lòng ân trọng gốc kinh đối với kinh điển đại thừa hoặc khen ngợi hoặc chắp tay cung kính hoặc bồ thí cũng dường thời thôi là thời công đức của người thời người đó hơn đó vô lượng đẳng lượng công đức, nếu có thể đem phước đức đó mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh thời công thở phước lượng người người đó không ví dụ là cho hết được. Là về nữa này, địa tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người điện nữ nào cũng kinh điển đại thừa gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời bồ thì cũng dự chiêm ngưỡng lễ lại người khác chắc tay cung kính, nếu là kinh tháp cũ thời sẽ sang tu bổ hoặc quên hoặc tự mình phát tâm lòng với hàng người đồng phát tâm, những người đồng phát tâm đây cho 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàm việt trên đó trong trăm nghìn trận thừa làm vua chuyển luân lại chúng phát là giáo hóa vua nước nhỏ. Là về nữa nên địa tạng bồ tát trong đợt sau trong như có kẻ thiện nam người đến nợ nơi phật pháp để gieo trồng chút ít của phước lành làm hoặc tu bổ chùa tháp hoặc xây dựng tu bổ chùa tháp hoặc sửa sang kinh điển hoặc bồ thí cũng dường trường mà mãi long sự tốt hội giọt nước, những sự làm như thế cũng lợi là nhiều hết, chỉ có thể đem hồi cho phép giới chúng sanh thời người đó sẽ hưởng quả vui trong trăm nghìn đời, còn nếu như chỉ hồi hướng cho kẻ thân quế hoặc tự mình được lợi ích rồi thì sẽ hưởng quả vui trong ba đời, cứ là một phần sự lợi là lại được báo tốt 10 lần triệu hơn những sự cơn như công đức về sự bố thí là như thế đó. Địa thần hộ pháp bây giờ bị kêu là địa thần bạc công đức và thần bạc Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con đã từng chiêm ngưỡng lễ lại vô lượng vị đại bồ tát, đều là bậc đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài địa tạng bồ tát đây so với các vị đại bồ tát chuỗi đề nguyện rất là sâu rộng, như ngài văn thù, ngài phụ hiền, ngài quán âm, ngài di lặc cũng há hiện trong nghìn thân ở trong sáu đường
Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hỏa vãng nhà địa tại một tên đây phát nguyện giao hành trình sang chạy đến số kim nhiều như số cát trong trăm nghìn ước sông hàng bắt đầu thấy tôn trong được sang như có kệ thiện nam người thiện nữ nào ở trên là cấm đức mình cư trụ phương nam chỗ sạch sẽ mình ở nếu có thể dựng cây khám cây dùng chơi gỗ dựng cây khám cây thất trong đó có thể đồ họa vẽ hình tượng ngài địa tạng mồ tê hoặc những tượng đúc bằng đồng sắt vàng bạc thờ cung chiêm ngưỡng chiêm lễ cúng dường thờ chỗ người đó ở được mười nhiều lợi ích những gì là mười điều một đất cát tốt màu hai nhà cửa được ăn ổn mạnh mãi ba người đã chết được sang lên cõi trời bốn người hiện còn được hưởng sự lợi ích năm có mong cầu chi cũng được bảy sáu trừ sạch ta lựa và nước bảy chưa sạch thứ hai tám như họ áp bộng chính khi ra lúc và thường có thể nhớ hộ vệ mười thường gặp bởi thánh nhân bắt được thế tôn trong đời sang như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở nơi phần đất mười cũng chỉ có thể làm sự cũng như ngày để tặng bồ tát như thế thời được tặng lợi ích như vậy và được thế tôn trong đời sang như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở nơi phần đất mười cứ trụ có hình tượng ngài để tặng bồ tát cùng kinh điển này người đó có thể đọc tụng kinh điển này và cũng như hình tượng của ngài để tặng bồ tát thời con dùng thần lực của con hộ vệ cho kẻ đó có không cho bất cứ sức nào hạ như lại lớn lại nhỏ trộm các phải được thiêu sạch bấy giờ đức phật bảo vệ kinh la địa thần đang thần lực của ông các thần khác như là bằng việc cớ sao vì tất cả những thứ ở nơi đất mà ra như lúa mì tre rau gạo thóc của báu những thứ từ nơi đất mà ra đều là nơi xuất thần của ông cả nay nơi ông lại tuyên bài ngợi khen lợi ích của ngài địa tạng bồ tát hợp công đức và thần lực của ông trong trăm nghìn lần chỗ hơn đức thường trong đời giao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào có lẽ cũng như hồi tượng ngài địa tạng bồ tát và đọc tụng kinh điển này chỉ có thể đi theo kinh một bộ về mặt kinh bự địa tạng bộ nguyện đã dạy thờ ông nên dùng thần lực của ông hộ người đó chớ có bất cứ sự ta hoặc cũng sự không vừa ý nào đến cho người đó ở chẳng phải chỉ có riêng mình ông hộ vệ người đó mà cũng có hàng quyến thuộc của chư thiên hàng quyến thuộc của trời phải vương đế hết hộ vệ người đó vì sao lại đặng các vị hiền hạng ủng hộ như thế chính bởi người đó đã đọc tụng kinh điển không thể nghĩ là này và cũng như hình tượng của ngài địa tạng bồ tát nên luôn đã xa lìa bệnh khổ mà chứng cảm thông nhất là vì thế nên đặng ủng hộ một cách như vậy thấy nghe được lợi ích và bóng quan rơi và hồi rơi từ trên đẳng môn đức thế tôn phóng ra hàng trăm nghìn mẫu tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng tia sáng sắc trắng lớn tia sáng làm tốt tia sáng làm tốt lớn tia sáng ngọc lớn tia sáng biết lớn tia sáng sắc tía lớn tia sáng sắc xanh lớn tia sáng sắc hồng tia sắc hồng lớn tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng lý lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn tia sáng tướng vòng vòng tròn tia sáng tướng nhìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn máu tia sáng vòng tròn máu lớn tia sáng tớm gương mặt trời tia sáng tớm gương mặt trời lớn tia sáng vùng mặt trăng tia sáng vùng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây điện tia sáng tướng mây điện lớn từ trên đạo môn thức thế tôi phóng ra trăm nghìn mẫu ước tia sáng như thế xong rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu bảo các đại chúng là này tám bộ chúng trời đồng nay ta ở cung trời đa lợi mà diện nói sự không thể nghĩ về những sự lợi ích trong hàng trời người những sự chứng quả thập địa những sự rốt ráo không những sự như hạn lên thật thành những sự rốt đã không lưu sự tên đã vô thượng chân đại chân giác của ngài địa tạng bồ tát và nếu ông cổ vẫn đây lúc phật nói lời như thế vừa thức thế xong trong khoa bộ có một vị đại bồ tát hiểu được và nếu ông từ chỗ ngồi đứng dậy cứu với chân tâm mật cùng đức phật rằng bắt được thế tôn ngài địa tạng bồ tát hãy đặt tham nhiều muốn thế giới mỗi hồi thế giới hãy hàng trăm nghìn mỗi có bao nhiêu công đức và sức chẳng ba thần chẳng thành nghĩ bản của ngài có lẽ từng nghe đức thế tôn cùng các đức phật trong vô lượng mười phương khác biệt đồng lời ngợi khen ngài địa tạng bồ tát rồi cho các đức phật của quá khứ độ hiện tại cùng độ vị lai tôi nói về những sự lợi ích của ngài địa tạng bồ tát vẫn thể chẳng thể nói hết nay vừa rồi lại nghe đức như lai bảo khắc đại chúng rằng đức phật muốn nói sự lợi ích của ngài địa tạng bồ tát cũng mong đức như lai vì chúng ta ở trong đời sau mà nói sự lợi ích của ngài địa tạng bồ tát làm cho tám bộ chúng trời đồng chứng ngợi lễ lại để đặng phước lành đức phật tán thán và vừa phải bây giờ đức như lai bảo với ngài quan thế âm bồ tát rằng ông có nhiều như lời với chúng sanh ở cõi ta bằng những hành trời đồng nam tử nữ nhân và những chúng sanh bị tội khổ trong sáu đường nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông đến tượng của ông hoặc khen ngợi ông thời những chúng sanh đó ở nơi đạo vô thượng chẳng giác vô chẳng còn hối chuyển thường sanh lên cõi trời cõi người ở du vô xuống vô diệu khi nhân quả sắc liền thành thục liền được phật thọ ký cho nay ông sẵn lòng từ bi muốn tú lộ chúng sanh ở cõi trời dòng tám bộ chúng trời giờ mà muốn ta nghe ta nói sự lợi ích không thể nghĩ bạn của ngài địa tạng bồ tát ông phải lắm nghe nay ta sẽ nói đó ngài quán thế âm bồ tát và cùng đức phật rằng vâng và đức thế tôn con xin một cô muốn nghe hãy nghe thêm phước trời như này quán thế âm bồ tát trong đợt sau như có vị trời nào hội phước trời đã mãn năm tướng huy hai sự ra thân hoặc khó kệ sắp bị đại và ế đại những kệ đến năm tướng nữ nhân lương đương lúc tướng huy hai hiện ra thân nó nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi một lần trên mỗi một lần đã đợi theo các vị trời đó càng theo hướng lớn phúc trời hướng vô lượng quả vui như có người nào có thể quy y chiêm ngưỡng đại lễ cũng như ở từ ngày địa tạng bồ tát là xăm mãi lên không có trời hưởng sự vui sướng rất nhiều không còn bị đại vẽ đạo nữa người bệnh đồ lợi lại về nữa là quán thơ bồ tát trong đời sau như có người nào xăm mạnh
Chúa mà nghe đại danh hiệu của Ngài để tạm bố tác hắn, qua lỗ tai hờ người đó thoát khỏi chúng. Bà ác đã huống gì là người lúc sắp mạng chung mà hàng thân quyến niêm của cải và bảo của người đó làm chi phí tôi về hình tượng của Ngài để tạm bố tác hờ người đó nếu có. Rồi làm cho người chết lúc chưa, rồi làm cho người sắp mạng người bệnh lúc lắc chưa chết cũng mắt thấy tên nghe biết người hàng thân quyến niêm của cải vật báo vì mình mà cũng như hình tượng Ngài điện tạm bố thế. Người đó nếu có nghiệp mang lấy bệnh nặng thời nhớ công đức này liền được khỏi bệnh tuổi thọ không lâu. Còn nếu như người đó đã có nghiệp báo đầy đủ số mạng đã chết thời nhớ công đức này được đợi sang lên cõi trực cõi người hưởng sự vui sướng rất nhiều. Sự tiềm vong đủ phước lệ và nữa này quán đời ông bố thất trong đời sau như có người là lúc 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống chết mất cha mẹ hay ăn cho đến anh em chị em đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến họ không biết sanh vào thế giới nào hoặc sanh vào chỗ trời nào hoặc lại là phải chốn nào thời nhờ đó lại vẽ hình tượng của Ngài để tạm Bồ Tát rồi nghe danh hiệu của Ngài để tạm Bồ Tát rồi chiêm ngưỡng lễ lại từ một ngày cho đến 7 ngày đừng có rất tâm tốt ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường thời người quản quyến thuộc sớm phước của người đó nếu có nghiệp hại vạ và ép đạo thời nay nhờ công đức cúng dường hình tượng Ngài để tạm Bồ Tát và công đức tô vẽ tượng của Ngài để tặng công tác của con cái hay anh em chị em nên liền đặng được thoát khỏi. Còn nếu như người đó đã có phước được sanh lên cõi trời rồi nhờ công đức này hưởng đại như lớn lên nhân hạnh về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui như 21 ngày người đó có thể niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến và chiêm ngưỡng lễ lại Ngài sẽ đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên loát cho người đó biết nơi hàng quyến thuộc đã sanh về hoặc phước được sơ ngũ Ngài Địa Tạng Bồ Tát sắc người đó tới cách nơi thấy các hàng quyến thuộc hoặc cho chứ người nào có để cho niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát 1000 biến luôn đến 1000 ngày sẽ ngày Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thọ ở đó hộ vệ cho đến trọn đời hiện đời các mãn của mặt sư giải không có các thứ nguyện của các việc tai hại tai nạn từ trừ là về nữa là quán hết Bồ Tát trong đời sau như có chúng săn là ăn mà không đủ cầu chi cũng không tại nghệ nhiều sự không suy quyến thuộc chia lìa nhà cửa không được ăn ở các tai vạn cơ quấy nhiễu nơi hoan trong giấc ngủ thường hay phải cân sợ người đó khi nhanh như nhân hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy nhân hiệu thấy hiện tượng của Ngài Địa Tạng nên cũng cấn chín tâm niệm đủ một phương biến hơi những sự không tại ý trên đó sẽ được tiêu sạch lần lần được đó ăn mà sư dạy cho đến trong giấc ngủ thải đều ăn uống vui vẻ khỏi những nguyên lại về nữa là quán hết Bồ Tát trong đời sau như có người nào nhân việc gấp nhân sự công tư hoặc nhân sự làm ăn nào mà phải vượt qua sông biển vượt đến núi rừng đi ngang đường nước đủ hiểm trở thờ người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một phương biến thời đi qua chốn nào nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ cho đến đi đứng nằm ngồi đều được ăn uống vui vẻ luôn giàu gặp các loại ác độc như sư tử hùng sói như tất cả những thứ đó đều không phạm tới người đó được đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng chúng sanh trong cõi diêm phù đều có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng đại sĩ nếu nói về chúng sanh thế hình nghe tên mà được lợi ích hơn nào đến trong nghìn kiếp cũng chẳng hết đâu vì thế ông nên dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh này làm cho tất cả chúng sanh ở cõi ta bà đây đến trong những mỗi ước kiếp sau hờ hờ hưởng sự vui vẻ an vui luôn bấy giờ được thế tôn tiền nói kệ ta xem lị tại siêu ai tấn kiếp số hàng xa có tội truyền thế hay một niệm chinh ngưỡng lễ thời người lợi ích chỗ không ngắn hoặc chờ hoặc đồng hoặc nam đủ báo tận sẽ xa vào đường giữ trí tâm kia mạng đại sĩ thân hội thọ thêm nhiều trừ tội giữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha ăn nè anh em kẻ thuộc gia lớn khôn nghĩ đến người không biết nẻo giữ đường làn ở đâu là hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình cảm hương chiêm lễ biệt chẳng đặng 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rằng quyến hộ ở nơi nào dấu xã cuối cùng ra mau nếu được không lưu lòng tương nguyện thành cứu Bồ Tát vứt đầu cha Bồ Đề vô muốn tu hành mong ra bạn có khỏi tử sang người này đã phát lòng vui lớn thương nên chiêm đỡ địa hình nghe tên quy y đứng chọn làm cũng dùng cung cái phát lòng làm việc chứng chẳng hề ngăn chúng đã bao nhiêu mong ước sớm hơn là có kẻ phát tâm tụng kinh sắc muốn đội chúng sao khỏi ta ác nhờ lập nguyện lâu chẳng thành đi bàn đọc rồi quên rồi luôn sắp mất người này nghiệp chúng nó là mê học đại thừa kinh có mà để y phục của các loại cô cúng dường này địa tạo với hương hoa một chén nước trong bài trước tự các một người đêm mưng lễ uống san lòng ăn trong tượng ngũ thân lưỡi thịt tái dâm cùng rồi luôn 21 ngày trời sắc san trên lòng tượng niệm dưỡng nhân san trên ba thế đạo tôn dung hiện thức rồi liền đặng chí khôn la đại sư khuyên giáo nghe theo ca ta thời loạn đời sau nhớ chẳng xét chính nhờ đại sư ai thần đó ngày thống dũng người kia có huệ tài chúng sanh đều hộ lại uống đau cửa nhà họ hạ người đến nhau ngủ mê hộ bị không ai giấc của bố họ mới chẳng được nào thức đầu chân ngưỡng địa tài ngài bao nhiêu vẻ ác hạnh thương ai nhận đến trên ba đời an cận tự hào và hộ phụ sư sạc có cái muốn qua sông để biển đến núi rừng cầm thú độc nguyên sản có nửa ác thần ác viện xong mưa gió giữ nhiều nỗi quan gian nan khổ không đường sắp sửa ra đi đối chức tự cúng rừng cung cấn cùng chiên lễ núi rừng điệu cả có và trong ác tay tiêu sạch được là hở ác xuống quá lắm quá âm lắm nghe tăng hòa rõ địa tạng buôn lộ ác thần đó trong những mỗi kiếp thật chẳng rồi động tuyên đại sĩ đầy chức nọ như người nghe đến tự tạng giang cúng quyền kính lễ phát lòng thành ăn uống hoa dân y phục trăm nghìn báo đẹp đủ điều lành nếu hay đêm công hội phát giữa sốt đó
Phật sanh tự hỏi quá nên biết ráng tuyên bài trên các hàng xa nhiều nước cõi. Phẩm thứ 13 dạng ra cứu độ nhân thiên. Đức Phật giả phó bây giờ Đức Phật bây giờ Đức Phật chưa cắn tay sắp vào sân đánh ngài Địa Tạng Bồ Tát và dạy rằng Địa Tạng Địa Tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, sức chứa của ông không thể nghĩ bàn, tức là thứ của ông không thể nghĩ bàn, Địa Tạng của ông không thể nghĩ bàn, dùng cho các Đức Phật thủ các cứu độ hiện tại cũng đủ vị. Đây tôi nói về sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong tranh nhiều muôn kiếp cũng chẳng hết đâu. Để Địa Tạng ông nên nhớ hôm nay tạo cũng không chờ đa lời. Nếu có bất khả thuyết Đức Phật các Đức Phật các vị đạo Bồ Tát cùng chờ rồng vị thần ở đây một lần nữa đem tiếp các hàng chúng sanh những kẻ ở trong nhà lũ chưa ra khỏi được ba cõi một lần nữa sao hóa cho ông chớ để cho chúng nó bị đại và ép đạo sâu là chừng một ngày một đêm, huống là để cho chúng nó bị đại và địa ngục ngũ hóa sáng cùng địa ngục a tiền mãi đến người mũ kiếp ơn này Địa Tạng tập tấn của chúng sao không cọ ở trong cõi yêu vừa được không được phần đông được quen theo thả ác hoặc có người phạm pháp công lành nhưng lúc không bao lâu lại đền thôi thác còn nhân nghiệp ác lại luôn tăng trưởng vì thế nên ta thân lần này xa hấp trong người mũ để độ chúng nó tùy theo căn hành chúng nó để độ chúng nó được giải thoát này Địa Tạng ông ơi ta ông cần đem chúng trường người giao phó cho ông trong đời sau như có kệ thiên nam người điện đạo trong bộ phật pháp gì chúng chúc ít phước lành trường mà sẽ lâm bãi tóc hộp bụi dễ nốt thở ông nên chúng nó lời của ông quyền hóa người đó ra làm phân năng chớ được tu tập lần lần lại hạnh vô thượng này để tại trong đời sanh như có chúng sanh là chờ người nào theo nghiệp thọ báo mà bị đạt vào đường dưới đấy khi người đó vừa bước đến cửa ngục nào có thể niệm danh hiệu của một Đức Phật danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kinh điển đại thừa rồi ông nên dùng thần lực của ông để thân ra trước kẻ đó phá tan cửa ngục này cho người đã được sanh được cõi trời hưởng sự vui sướng vui diệu bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ ta xem địa tại đời này đời sau chúng thiên nhân nay ta ơn cầu sẵn bảo ông dùng lại thần thông quyền độ họ đúng trái đạo đạt vào trong ngài Bồ Tát tương chịu bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay và cùng Đức Phật thảm bảo Đức Thế Tôn xin Đức Thế Tôn chớ lo trong đời sau như có kiện thanh nam người thiền nữ đạo trong Phật pháp còn là có một địa cung cũng có cũng dừng trăm nghìn phương tiện đủ hết người đó làm cho người đó mau sớm được giải thoát trong đường sanh tự huống gì là người nghe các việc làm đó luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thứ chẳng còn thối chuyển Hư Không Tạng mà họ bây giờ thì nghe là Địa Tạng Bồ Tát nói như thế xong cho phép có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng và cùng Đức Phật rằng Đức Thế Tôn từ khi con đến cuộc trời đế lợi đến nay nghe Đức Thế Tôn nguyện theo ai thần thế lực chẳng hề nghĩa bản của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng như hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nghe kinh điển này và nghe nhân hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát là người đó được bao nhiêu công đức còn bao nhiêu phúc lợi 28 người lợi Đức Phật và ngài Hư Không Tạng Bồ Tát rằng trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe nhân hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng kinh điển này người đó có thể đọc cũng kinh điển này và cũng như hư hoa y phục đồ ăn và uống này cho ngài Địa Tạng Bồ Tát là người đó được 28 điều lợi ít một các hàng triệu đồng thường hộ niệm hai quả lành ngày càng thêm lớn không còn thối thất đạo bồ đề chứng nhắm nhân vô hạn của thán đồ ăn máu mặc đồ giá đầy đủ không còn bị hại vì bệnh tật không còn bị hại vì trộm cắp không còn bị hại vì nước và lửa không còn người khác thấy đến sanh lòng cung kính thờ thần trời đồng đều hộ vệ thân sinh đẹp đời sau thân gái sẽ trở thành chân trai còn làm con gái các vương giải đại thần làm thường làm vua chúa hoặc phần lớn được sanh lên còn chờ có chi sáng rõ biết việc đời trước có mong cầu chi cũng được tại ý quyến hoặc an vui trừ nghiệp các trừ hẳn các nghiệp về ác đạo các nghiệp về ác đạo đều được dứt hẳn đi đến đâu cũng đều không bị trở ngại trong giấc ngủ thảy đều được an ổn các hàng quyến thuộc thân tộc đời trước nếu có tội thời được thoát khổ nếu như có phước thời được sanh việc cõi vui sướng quyến can tán lân lợi thông minh chư bậc tán khen ngợi ngào lòng từ mẫn rốt đá thành Phật bảy điều lợi lại về nữa là Hư Không Tạng Bồ Tát trong đời sau như có trời đồng quỷ thần nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thế hơn đội quảng hải Địa Tạng Bồ Tát học nghe khác một sự về sâu hẳn của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chưa lại cũng dường thờ người đó được bảy điều lợi ân sau đây mau chứng một thán nghiệp ác tiêu diệt không còn thối đất đạo bồ đề chư Phật đến ủng hộ vì đời trước đều rõ biết bổn lực tăng trưởng rốt đá thành Phật đạo tán thán nghe bây giờ ở tại cung trời đó là có tất cả các bậc thánh thức tất cả các đức phật các vị đại bồ tát cùng trời đồng quỷ hàng tám bộ chúng nghe đức phật thích ca mâu ni ngợi khen tuyên bày những sự oai thần của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen đều là vì chưa từng có bấy giờ ở tại cung trời đa lợi vô lượng hương hoa thế chủ học cũng thường đức phật thích ca và ngài Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đều lại trên lễ chắp tay lễ phật mà lui ra bộ đệ Địa Tạng thể nguyện động sâu vậy làm cho sáng độ chúng sanh điệu bốn lệ Địa Tạng thể nguyện động sâu bốn lệ Địa Tạng so nhân trong kinh tàn tập công ngọc do tiền san đời nay tụng đại thừa phúc lợi vô cùng quyết xem báu vạn san nam mô thường trụ tập phương tăng nam mô đại nguyện Địa Tạng vương bồ tát na ha tát sammo di so ha